chương 1500, kẻ phản bội thượng, nhưng Lăng Hàn chỉ va chạm, đại trận liền ầm ầm tan nát, đây giống như một con trâu hoang, căn bản không nói quy tắc, cũng không hiểu quy tắc, chỉ bằng man lực xông vào, ỉ vào lực lớn, thể phách mạnh, liền có thể đấu đá lung tung. Hừ, lại một vị tinh thần cảnh ra tay, đánh ra một luồng ánh kiếm, cấp tốc đuổi theo Lăng Hàn, chém về phía sau lưng hắn. Lăng Hàn hơi nhướng mày, đây là một vị cường giả tinh thần cảnh đại cực vị, miễn cưỡng có tư cách tổn thương đến hắn không thể dừng lại, Lăng Hàn lập tức làm ra quyết định, thân hình vẫn bay nhanh như cũ. Đại trận bảo vệ vô duyên vô cớ liền đóng, trong điểm tinh thành tất nhiên phát sinh kịch biến, hắn nhất định phải lập tức chạy tới. Phốc, ánh kiếm tập kích đến, đánh vào trên lưng Lăng Hàn, chỉ thấy quần áo của hắn nhất thời như hồ điệp bay lượt, trên lưng xuất hiện một vết máu, lập tức chảy ra máu tươi. Nhưng thấy cảnh này, đám tinh thần cảnh của Bích Lạc Hoàng Triều không những không có lộ ra vẻ mừng rỡ, trái lại kinh hãi đến cực điểm. Người con mẹ nó, đây là cái thể phách gì? Quá biến thái đi, phải biết người xuất thủ này chính là cường giả tinh thần cảnh đại cực vị đỉnh phong, càng là thiên tài tứ tinh, chiêu kiếm này uy lực đuổi sát đại viên mãn đỉnh cao, ai dám lấy thể phách ngạnh kháng một kiếm. Rất rõ ràng, tốc độ của Lăng Hàn không giảm, hiển nhiên đều tiêu lực lượng vào tiến lên, như vậy phòng ngự của hắn khẳng định vô cùng bạc nhược, càng mấu chốt chính là hắn mới chỉ là trung cực vị a, coi như toàn lực phòng ngự thì đã có sao. Nhưng cái này còn không phải kinh người nhất, rất nhanh những tinh thần cảnh kia lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy thương thế trên lưng Lăng Hàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, ngay cả một vết sẹo cũng không có để lại. Nếu không phải còn có chút vết máu, ai có thể tin tưởng vừa nãy Lăng Hàn bị chém một kiếm. Vèo, Lăng Hàn đã một ngựa tuyệt trần, vọt vào điểm tinh thành. Chỉ chút khoảng cách như vậy, lấy tốc độ của tinh thần cảnh lại cần bao lâu. Những đại năng của Bích Lạc Hoàng Triều đều cười gần, hiện tại tiến vào điểm tinh thành không phải tự chui đầu vào lưới sao cũng được vậy liền để hắn theo thành này cùng một chỗ luân hãm đi lang hàn tiến vào trong thành lập tức thả ra thần thức tiến hành cảm ứng phát hiện có tám khí thức mạnh mẽ đang hội tụ cùng một chỗ thân hình lập tức hơi động mấy cái lên xuống đã chạy tới ở trước mặt hắn xuất hiện đám người cù thu tuyết tả hữu tướng xảy ra chuyện gì tại sao đại trận đóng lại lang hàn quát hỏi đám người cù thu tuyết lập tức lộ ra thái độ đề phòng hiện tại bất kỳ người ngoại lai nào cũng có thể là đại địch Ánh mắt của Lăng Hàn quét qua, có mấy đại tướng quân hắn còn chưa từng thấy, nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua, liền nhíu mày nói. Đinh Lập An đâu, nơi này chỉ có tám tinh thần cảnh, sắc mặt của tả tướng âm trầm nói. Hôm nay vừa vặn đến phiên Đinh Lập An quản lý, chấn thủ chỗ then chốt của đại trận. Đó chính là hắn phá hoại đại trận, cố ý dẫn địch vào. Lăng Hàn lập tức phản ứng lại, trong lòng không khỏi sông mạnh, vội vã nhìn về phía cù thu tuyết. Bệ hạ bế quan ở nơi nào, mau dẫn ta đi. Cái này hầu như không cần hoài nghi, đại trận bảo vệ sớm không hư, muộn không hư, một mực ở thời điểm đinh lập an quản lý hư. Có một vị đại năng tinh thần cảnh trấn thủ, ai có thể phá hoại. Này rất hiển nhiên, tất nhiên là đinh lập an tự trông tự trộm, phá hoại đại trận, dẫn sói vào nhà. Nhưng vấn đề là, tại sao? Người khác thì thôi, nhưng đinh lập an đối với nữ hoàng đại nhân si tình vô hạn, đến hiện tại cũng không có thành ra liền có thể thấy được chút ít, làm sao có khả năng phản bội nữ hoàng. Chính bởi vì biết điểm ấy, tám tinh thần cảnh rõ ràng có suy đoán, nhưng vẫn từ chối tin tưởng. Ánh mắt của Cù Thu Tuyết lạnh lẽo nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" Nữ hoàng bế quan chính là cơ mật trong cơ mật, phí lời, Đinh Lập An không ở nơi này, khẳng định là đi tìm Bệ hạ. Lam Hàn trách mắng, "Không thể, Đinh tướng quân cũng không thể biết Bệ hạ bế quan ở đâu." Cù Thu Tuyết quả quyết nói, "Nữ nhân ngu xuẩn, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi Đinh Lập An chính là tinh thần cảnh." lại ở Hoàng Đô kinh doanh hơn triệu năm, khó bảo toàn trong cung không có cơ sở ngầm của hắn. Lăng Hàn phẫn nộ nói, thân thể của cù thu tuyết không khỏi run lên, nửa tin nửa ngờ. So sánh với đó, nàng tự nhiên càng tin tưởng đồng liêu ở chung hơn triệu năm, Lăng Hàn. Trước tiên không nói là khai thiên đến, cũng không phải người mình, xuất hiện càng chỉ 20 năm, sao khiến người ta tín nhiệm. Lăng Hàn thiếu kiên nhẫn, làm sao có thời giờ chậm rãi khuyên bảo đối phương. Hắn trực tiếp ra tay, tóm tới cù thu tuyết dừng tay, đám người tà tướng dồn dập trách mắng, đồng loạt ra tay ngăn cản. Lăng Hàn hừ một tiếng, phát động thiên uy, đùng 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 đùng, tám người tà tướng toàn bộ mềm nhũn, thiên uy này chính là bá đạo như vậy, cảnh giới của ngươi không bằng ta, thậm chí ngay cả tư cách chống lại cũng không có. Đám người tà tướng thế mới biết, trước khi Lăng Hàn một kiếm chém triệu kiếm bạch, nhưng đây căn bản không phải thực lực chân chính của hắn. Người này yêu nghiệt, đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu như vợ ta ít đi một sợi lông, Ta liền hủy hết xương của ngươi." Lăng Hàn tóm lấy cổ Thu Tuyết, hung thần ác sát nói. "Cái gì? Dù vào lúc này, mọi người vẫn giật nảy mình, cái tên này đang nói cái gì? Vợ ta? Hí, nơi này ai cũng không phải ngu ngốc, Lăng Hàn trước khẩn trương vì loạn tinh nữ hoàng như vậy, hiện tại lại xương vợ ta, ý này còn không phải rõ ràng sao? Vấn đề ở chỗ, đây là Lăng Hàn mong muốn đơn phương sao? Đầu óc của mọi người có chút ngất, Tuy nữ hoàng đại nhân diễm tuyệt thiên hạ, nhưng chưa từng có tin đồn liên quan đến nam nữ, để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Này, Lăng Hàn nắm áo của cô Thu Tuyết, không hề có ý thương hương tiếc ngọc, trực tiếp quất tới một tát. Cô Thu Tuyết vừa thẹn vừa giận, nhưng hiện tại đại trận bị phá, quốc thế cũng suy sụp đến cực hạt, nàng căn bản lấy không ra lực lượng, thì làm sao đối kháng Lăng Hàn. Nàng nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm nói, ta dẫn người đi, chỉ đường, Lăng Hàn cũng không buông tay, hắn chê tốc độ của đối phương chậm chương 1501, kẻ phản bội hạ. Cô thua tuyết không thể làm gì khác hơn là chỉ dẫn phương hướng, Lăng Hàn mang theo nàng đi, bọn họ rất nhanh tiến vào Hoàng Cung, sau đó trái nhiễu phải quẹo, thật lâu sau, lúc này mới đi tới một hoa viên, sau một ngọn núi nhỏ, có khí hỗn độn bốc lên, như tiên cảnh. Đám người tả tướng tự nhiên cũng theo đến, ánh mắt bọn họ quét qua, nhất thời đều giận dữ, quát lên. Đinh Lập An, người đang làm cái gì? Trên ngọn núi nhỏ vốn có một bí thất ẩn giấu, nhưng hiện tại ngụy trang bên ngoài đã bị phá hỏng, hiện ra một cửa đá, mà Đinh Lập An đang đứng ở cửa, nỗ lực phá cửa đi vào. Đến giờ phút này, mọi người không tin cũng phải tin. Lại là ngươi, tại sao, ăn cây táo rào cây sung, bệ hạ có chỗ nào có lỗi với ngươi? Bản chiều có chỗ nào có lỗi với ngươi? Đinh Lập An ngừng tay, xoay người lại, nhàn nhạt quét mọi người một vòng nói. Hạ trùng không thể nói tới rét buốt, hắn theo đuổi lại há là những người chỉ biết đánh đánh giết giết, truy đuổi quyền lợi này có thể hiểu. Lăng Hàn tiện tay ném cổ thu tuyết ra ngoài, hắn đằng đằng sát khí nói. Thật không nghĩ tới, lúc trước ở trong tinh không truy sát ta. Lại là ngươi, hiện tại hắn cảm ứng được khí thức của Đinh Lập An, tự nhiên nhận ra đây chính là người lúc đó truy sát mình. Tuy trước đó Lăng Hàn đã gặp Đinh Lập An, nhưng khi đó cách quá xa, tu vi của hắn lại yếu, căn bản không thể chạm đến, vừa tiếp xúc đã chết rồi. Đinh Lập An nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt đột nhiên xuất ra hỏa diễm, kia tuyệt đối không phải bởi vì Lăng Hàn mạnh mẽ, mà là một loại tình địch trong lúc đó mới sẽ sản sinh ra. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn có chút rõ ràng, ngươi truy sát ta là bởi vì bệ hạ, nhưng khi đó ngươi làm sao biết quan hệ của bệ hạ cùng ta. Ha ha, ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy đều sống uổng phí sao. Đinh Lập An lộ ra vẻ khinh thường, càng có vẻ cô đơn, thân hình hắn run lên, khi tức cả người không hề bảo lưu lộ ra. Cái gì, đám người cù thu tuyết không ai không chấn kinh đến tê cả ra đầu, khí tức này quá mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Trung cực vị, nhất định, bọn họ dồn dập kêu lên, vừa có khiếp sợ, lại có ước ao, trăm vạn năm qua, Đinh Lập An cuối cùng trước tiên bước ra một bước. Lăng Hàn lắc đầu nói, coi thường ngươi, lại đạt đến đại cực vị, khí tức này còn hơn hắn một đoạn dài. Đám người cù thu tuyết suýt chút nữa té xỉu, cái tình si luôn biết điều này không chỉ vượt qua bọn họ, hơn nữa còn vượt qua nhiều như vậy. Nếu không, ta sao có khả năng tiến vào Hoàng Cung, biết nhiều bí mật như vậy, đinh lập an ngạo nhiên nói, hiện tại đều cút ngay cho ta. cô thu tuyết mặt đều trắng, đối phương lại tiến vào hoàng cung, hơn nữa hiển nhiên không chỉ một lần, nhưng nàng lại mờ mịt không biết, đại thống lĩnh cấm vệ quân này có phải cũng quá thất trách không? đinh lập an, người dẫn sói vào nhà, đến tột cùng là tại sao? tả tướng trách mắng, đinh lập an xoay người lại, tiếp tục phá giải cấm chế trên cửa đá, lạnh nhạt nói, đương nhiên là mượn lực lượng của hai đại hoàng triều phá hoại quốc thế, bằng không có quốc thế bảo vệ nơi này, ta căn bản không thể phá giải cấm chế. Hắn lộ ra vẻ ôn nhu mà điên cuồng, sau này, liền không ai ngăn cản được ta cùng bệ hạ bên nhau. Hiển nhiên, hắn muốn mở cửa đá, sau đó hạn chế loạn tinh nữ hoàng, rời đi nơi này, từ đây trải qua sinh hoạt của hai người. Đồn đại không sai, tên này quả nhiên là tình si, nhưng hắn hiển nhiên không muốn làm một người yên lặng chúc phúc. Nên hắn thừa dịp nữ hoàng bế quan, chơi một lần lớn. Lăng Hàn nói, hai đại hoàng triều xâm lấn, có phải cũng cùng người có liên quan không? Đó là đương nhiên, nếu không có ta thông báo tin tức, bọn họ làm sao biết bệ hạ là thật bế quan hay giả bế quan? Đinh Lập An lạnh nhạt nói, dù như vậy, hai đại hoàng triều cũng không dễ tin, mà trước tiên phái một vị tinh thần cảnh lĩnh quân thăm dò, sau đó mới xâm lấn quy mô lớn. Lăng Hàn gật gù nói, đã như vậy, người cũng có thể lên đường. Lăng Hàn không có ý định hỏi nhiều, có thể Đinh Lập An còn biết bí mật Cửu Vương đều là phân thân của loạn tinh nữ hoàng, bằng không hắn cũng không dám lấy thân thử hiểm, bởi vì chỉ cần có một vương nằm ở trạng thái tỉnh táo, có thể ra tay, vậy tinh thần cảnh đại viên mãn phát huy, người đại cực vị cũng bị miểu sát. Bí mật của Cửu xa tộc vẫn phải vĩnh viễn ẩn giấu. Lăng Hàn, lúc trước không có giết chết ngươi, thực sự là tính sai. Đinh Lập An dựng thẳng lên bàn tay phải, trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết, thậm chí da rẻ hóa thành trong suốt có thể nhìn thấy huyết dịch tuôn trào từng chiếc xương ngón tay. Bạch Ngọc Thiên sát trưởng, Hữu tướng không khỏi run giọng nói: "T, đám người cù thu tuyết tập thể thất sắc, đây là một môn bí pháp phi thường lợi hại, nhưng không phải quá bí ẩn, đạt đến tinh thần cảnh liền có thể tiến vào hoàng gia bảo thất mượn đọc. nhưng qua nhiều năm như thế, không có một người tu thành. Quá khó khăn, nhưng mà, đinh lập an lại lần nữa khiến người ta kinh hãi. Đây tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài." trong trăm vạn năm liền từ tinh thần cảnh tiểu cực vị nhảy vào đại cực vị vậy có thể thu thành bạch ngọc thiên sát trưởng tựa hồ cũng không có gì kỳ quái vỗ tay một cái sát khí sôi trào tuyệt diệt tất cả đừng nói trong tinh thần cảnh cực vị ngay cả đại cực vị chúng một trưởng cũng bị sát khí nhập vào thể nhất định phải toàn lực đối kháng bằng không hẳn phải chết sát khí trong ánh mắt lăng hàn càng thêm mãnh liệt con mẹ nó lại dám mơ ước vợ hắn người đây là muốn chết ga trong đầu ngẫm lại đây là tự do của mỗi người hắn quản không được nhưng ngươi lại dám hành động vậy đừng trách hắn ra tay vô tình giết lăng hàn lao ra căn bản không tránh muốn chết đinh lập an lạnh lùng nói hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy bây giờ rốt cục có thể không chút nào che lấp để hắn có một loại vui vẻ không nói ra được lăng hàn lấy ra kiếm gỗ kiếm này tựa hồ uống máu cường giả sẽ sinh ra biến hóa không rõ trong tình huống bình thường hắn đương nhiên không thể giết người lung tung một kiếm chém ra hắn dùng tới tuế nguyệt thiên thu sát khí trong nháy mắt lão hóa, mất đi tất cả uy lực. Chương 1502, giết không tha. Cái gì? Đinh Lập An kinh hãi đến biến sắc, kia là Bạch Ngọc Phiên sát trưởng a, ngay cả hắn cũng bỏ ra 30 vạn năm mới tu thành, tự tin chỉ cần cảnh giới dưới hắn, tuyệt đối là một trưởng một cái, không thể có loại khả năng thứ hai. Nhưng lại giết không chết một tinh thần cảnh trung cực vị. Không không không, không những không giết chết, thậm chí ngay cả ngăn cản đối phương một hồi cũng không được, thanh kiếm gỗ này đã chém đến rồi. Hừ, một trường côn hiện lên, binh khí đắc ý nhất của Đinh Lập An chính là gậy, cùng hắn không biết làm bạn bao nhiêu năm, đã sớm tâm linh tương thông, lập tức cản ra. Keng, kiếm xuống, trường côn lập tức bị chém đứt, kiếm thế liên tục, tiếp tục hạ xuống. Phốc, Đinh Lập An lập tức phun máu, cây gậy này cùng hắn tâm ý tương thông, côn bị chém đứt, hắn cũng bị chém một kiếm, khí tức suy sụp. Hắn bước ra muốn lùi, nhưng phía sau chính là thạch thất, hắn làm sao lùi. Lại nói, Lăng Hàn nén giận ra tay, há là hắn có thể tránh được. Phốc, Đinh Lập An nhất thời bị chém làm hai, kiếm gỗ tắm rửa máu tươi, thần văn càng thêm rõ ràng, như rắn vặn vẹo, tỏa ra khí tức tà ác. Đây là, bảo khí của minh giới. Lăng Hàn hiểu ra, chẳng trách yêu tà như thế, mơ hồ có một loại kích động để hắn điên cuồng, giết lung tung một mạch. Trong lòng hắn hử nhẹ, chẳng lẽ còn quản lý không được một thanh kiếm sao? Bọn người cù thu tuyết kinh hãi, hoàn toàn nói không ra lời lúc trước triệu kiếm bạch bị lăng hàn một kiếm chém chết, nhưng người ta dù sao chỉ là tiểu cực vị, nhưng bây giờ thì sao, đại cực vị Đinh Lập An cũng một kiếm chém xuống, thực lực của lăng hàn đến tột cùng đạt đến mức độ cỡ nào. Lăng hàn đi lên phía trước, tương tự bắt đầu phá giải cấm chế, muốn mở cửa đá. Lúc này liền có thể nhìn ra lòng người rồi, bọn người tả hữu tướng không kêu một tiếng, chỉ có cù thu tuyết nói. Ngươi làm cái gì, đương nhiên là mở cửa, gọi vợ ta đi rồi, lẽ nào chờ chết ở đây sao? Lăng Hàn hừ nhẹ nói, chỉ là tuy hắn ở trên trận pháp có chút trình độ, nhưng trận pháp trước mặt này độ khó hiển nhiên vượt qua cực hạn của hắn. Trong thời gian ngắn hắn phá không được, sớm biết nên chậm một chút ra tay, chờ Đinh Lập An phá cấm chế xong lại làm thịt hắn. Đùng 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 đùng, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ khí phách từ trên trời giáng xuống, mà phía sau hắn xếp chỉ ít 50 tên cường giả, đều bay vút ở trong không trung. Tất cả đều là tinh thần cảnh, người cầm đầu là trụ thiên hoàng, hắn lấy tư thế bế Nghễ khinh thường nói. Thấy chấm, còn không quỳ nghênh tiếp, oanh, uy thế đáng sợ bao phủ, cho dù là bọn người tả hữu tướng cũng nhịn không được run rẩy. Lăng Hàn xoay người lại, hiện tại tình thế có biến, kế hoạch mở ra cấm chế, mang loạn tinh nữ hoàng đi hiển nhiên là không thể dùng. Không những như vậy, còn phải ngược lại, hiện tại hắn phải bảo vệ thạch thất, không thể để cho bất luận người nào tới gần. Vương Nguyền rùa, người đứt cánh tay một lần, không có nhớ kỹ giáo huấn, còn muốn lại đoạn lần thứ hai sao hắn vừa mở miệng liền phóng đại chiêu, vù, sau lưng trụ thiên hoàng, rất nhiều tinh thần cảnh đều ồ lên, vương của bọn họ từng đứt đoạn cánh tay, hơn nữa nghe khẩu khí của lăng hàn, vẫn là cùng hắn có quan hệ. T, tiểu tử này quá cường hãn đi, trụ thiên hoàng đen mặt, hắn lấy cửu kiếp kiếm gãy một cánh tay, kia là sự tình chỉ có hắn và thân đệ biết, tại sao có thể có người thứ ba biết được. Muốn nói thường đào nói chuyện này cho người khác, hắn là một trăm cái không tin. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng quá tổn hại, lại gọi hắn là vương nguyền rùa. Nhưng hắn lại không giỏi tự biệt, nói mình cụt tay cùng Lăng Hàn hoàn toàn không liên quan, là bị tổ khí ra truyền chém, cái này chỉ có thể càng tô càng đen, gấy uy danh của hắn. Hơn nữa, hiện tại là đến cái cái này sao? Ai thay chấm bắt người này? Hắn từ tốn nói, thân là chủ một quốc gia, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Ha ha, chấm không có tới chậm chứ. Lại một bóng người tràn ngập khí phách hạ xuống, là Bích Lạc Hoàng, hắn đồng dạng mang theo lượng lớn cường giả tinh thần cảnh. Bọn người tả hữu tướng mặt xám như cho tàn, hiện tại ngoại trừ đầu hàng hay chết trận ra, còn có con đường thứ ba có thể đi sao? Lão Phu đến đi, một lão giả thân hình lõm khóm xuất hiện, cả người hắn lộ ra tử khí, vừa nhìn liền biết tuổi thọ không nhiều, nhưng tản mát ra khí tức lại cực kỳ đáng sợ. Có thể ở trước mặt chủ thiên hoàng tự xưng lão Phu, lão giả này đương nhiên sẽ không đơn giản, chính là tinh thần cảnh đại viên mãn, thậm chí thời gian thành danh còn sớm hơn trụ thiên hoàng. Cũng đúng là như thế, hắn sắp sống xong rồi. Hắn nhìn chằm chằm lăng hàn, trong ánh mắt có hiếu kỳ cũng có tham lam, càng có chờ mong. Người trẻ tuổi này có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế xông lên tinh thần cảnh, trên người tất nhiên cất giấu bí mật động trời, nếu như hắn được, nói không chắc liền có thể dựa vào cái này đột phá hàng hà cảnh, không chỉ tuổi thọ tăng vọt, tái hiện sức sống, hơn nữa, còn khinh thường thiên hạ, xưng bá một tinh vực. Cái này đương nhiên để hắn lòng tham, thậm chí có chút lo được lo mất, vạn nhất lăng hàn chỉ là ăn thiên địa đại dược gì thì sao? Người trẻ tuổi, ngoan ngoãn đầu hàng, lão phu có thể để cho ngươi bớt chút đau khổ. Hắn đưa tay ra, hóa thành một cự trưởng đen kịt như mực. Tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao ra tay, lăng hàn làm sao chặn. Cái này không phải là tinh thần cảnh tiểu cực vị đại cực vị gì, mà là tồn tại đại viên mãn, thậm chí đạt đến đỉnh cao. Hơn nữa, lão giả vẫn là thiên tài tam tinh hai người chỉ là cảnh giới thì kém người một tinh, lại tính cả quốc thế, thiên phú võ đạo các loại, Lăng Hàn ít nhất cũng phải vượt qua 15 tinh sức chiến đấu mới có thể đối kháng lão giả. Khả năng sao? Hoàn toàn không thể, Lăng Hàn quay đầu lại liếc nhìn cửa đá phía sau, biểu hiện trong nháy mắt kiên định, hắn muốn tử thủ. Phía sau chính là vợ mình, vì lẽ đó hắn không chỉ không thể để cho mở, thậm chí ngay cả lui về phía sau một bước cũng không được. Vậy thì chiến, Lăng Hàn hét dài một tiếng, phát động tuế nguyệt thiên thu, đây là tiên thuật, cũng là bí pháp mạnh mẽ nhất hắn nắm giữ hiện tại. Vù, bàn tay lớn của lão giả đánh ra, nhưng không ngừng trở nên ảm đạm, trở vỗ tới trước người lăng hàn, uy lực của một trưởng này cũng hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chấn kinh đến nói không ra lời. chương 1503, Phi Hỏa Đan Phát Huy Trước liền nói, Lăng Hàn cùng lão giả này chênh lệch tới 15 tinh, trên đời này làm sao có khả năng có thiên tài như vậy. Nhưng sự thực là, lăng hàn thật hóa giải một đòn kia có chút hy tứ ánh mắt của trụ thiên hoàng sáng ngời ha ha bích lạc hoàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc năm ngón tay hơi co rúm đây là hắn nôn nóng muốn ra tay tiểu tử ngươi rất tốt lão giả cũng tán thán một tiếng tuy đòn đánh này hắn không hề sử dụng toàn lực nhưng hắn là tu vi gì hắn càng thêm hiếu kỳ với lăng hàn muốn nói trên người lăng hàn không có cất dấu bí mật kinh thiên chém đầu hắn hắn cũng không tin a à. hắn lại ra tay lần này uy thế tăng vọt gấp 10 lần. Lăng Hàn giết ra ngoài, vẫn phát động tuế nguyệt thiên thu, nhưng lần này, cho dù là tuế nguyệt thiên thu cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải công kích, dư lực xung kích, hắn bị đẩy lui, hừng hực đằng, liền lùi lại hơn 10 bước. Mắt thấy lui thêm bước nữa liền đụng vào trên cửa đá, Lăng Hàn đột nhiên cắn răng, chân phải nặng nề dẫm xuống mặt đất, oanh, chân của hắn đánh tan mặt đất, vững vàng ổn định thân hình. Có thể thuận thế tá lực, lấy thể phách của hắn hoàn toàn là không cần chịu thiệt, nhưng hắn nhất định phải gánh, vậy thì để trong cơ thể hắn sôi trào, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lông mày của hắn cũng không nhăn một cái, ngạo nhiên mà đứng, thân hình như thương. Cái này nhìn mà tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, đặc biệt là cù thu tuyết cùng người của loạn tinh Hoàng Triều, càng khâm phục không thôi. So với đinh lập an ích kỷ, Lăng hàn hiển nhiên càng xứng với chân tình. Chỉ là, đối mặt với thực lực mang tính áp đảo, chân tình thì có ích lợi gì? Người chống đỡ được nhất thời, chống đỡ được một đời sao? Ngươi chống đỡ được một người, chống đỡ được mười 10 người, trăm người sao? Cát lão, đuổi hắn đi. Trụ thiên hoàng nói, hiện tại lăng hàn lấp cửa, để hắn không cách nào đi phá cấm chế. Được, lão giả gật đầu, lại một đòn đánh tới lăng hàn. Người trẻ tuổi, đến, lên trời cao chiến thoải mái. Chiến muội muội ngươi, lăng hàn suy nói, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đụng đến vợ ta. Chủ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng lập tức biến sắc. Bọn họ phát binh là vì chia cắt loạn tinh hoàng triều, thuận tiện bắt đi nữ hoàng này, nạp nữ hoàng làm thiếp, mới phát động xâm lược chiến. Cái này tự nhiên chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất, hai đại hoàng giả đã từng nói, chỉ cần loạn tinh nữ hoàng chịu gả, bọn họ liền không tiếc nhường ra ngôi vị hoàng đế, lực nâng nữ hoàng đăng cơ thượng vị. Hiện tại Lăng Hàn lại còn nói nữ hoàng là vợ hắn, hai vị hoàng giả tự nhiên động lôi đình chi nộ. Lão giả cũng giận dữ, càng có chút không thể nào tiếp thu được. Trước Lăng Hàn còn thần uy lẫm lẫm, làm sao quay đầu liền nói ra chiến muội muội ngươi như phố phường các kẽ. Ngươi vẫn tính là cường giả sao, làm sao không có chút chú ý nào vậy? Hắn tức giận đến bốc khói, lại oanh một quyền, đánh ra một quả cầu ánh sáng màu đen, cái này nhìn qua chỉ nhỏ như một người, đen đến thuần ví, tỏa ra tử khí, phảng phất động chạm một hồi, vậy người sống sẽ trong nháy mắt mất đi khí tức. Ngũ âm tuyệt diệt, lão giả ngạo nhiên nói, đây là hắn từ một môn cổ thuật được dẫn dắt sau đó tự nghĩ ra tuyệt chiêu, trước chỉ có lực lượng tứ âm, bị hắn mạnh mẽ gia nhập lực lượng thứ năm, uy lực càng thêm. Lăng Hàn vẫn dùng tuế nguyệt thiên thu, cái tiên thuật này bất kể là dùng để đả thương địch thủ hay phòng ngự, đều là kỳ diệu vô cùng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Lăng Hàn nắm giữ phòng ngự tiếp cận thần thiết cấp 12, tuế nguyệt thiên thu hóa giải không được dư lực hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, dù sao hắn không phải người của Đinh Gia, ở trên tuế nguyệt thiên thu không cách nào đạt đến trình độ trăm phần trăm, có thể sau khi hắn bước vào chảm trần có thể triệt để thể ngộ thức tiên thuật này, nhưng hiện tại, so với người nhà họ đinh triển khai thì tranh lệch một chút. Phải biết khi đinh diệu long sử dụng, cho dù tranh lệch hai cảnh giới nhỏ vẫn có thể kiến công. Hắn ở đây cảm khái, nhưng đám người chủ thiên hoàng, bích lạc hoàng lại càng ngày càng khiếp sợ, muốn nói chặn một hai chiêu thì thôi, nhưng lăng hàn nhìn qua tinh lực dồi dào, hoàn toàn có thể đánh như vậy tới 10 năm 8 năm không thể lãng phí thời gian nữa mặc dù nói loạn tinh nữ hoàng còn đang bế quan nhưng ai biết sẽ ở khi nào xuất hiện dù cho đối phương không có đột phá nhưng chỉ cần khôi phục thực lực bình thường cho dù hai đại hoàng liên thủ cũng không thể lưu nàng lại hiện tại là cơ hội tốt nhất cùng tiến lên bắt người này đánh tan cửa đá trụ thiên hoàng nói một bên khác bích lạc hoàng cũng phát ra mệnh lệnh tương đồng nhất thời chừng trăm tên cường giả tinh thần cảnh ra tay cuồng oanh loạn tạc về phía lăng hàn chuyện này làm sao chặn không có cách nào chặn bọn người cù thu tuyết tuyệt vọng hiện tại lăng hàn cũng chỉ có cúi đầu nơi này chỉ là tinh thần cảnh đại viên mãn thì có vài vị trước một vị ra tay liền để lăng hàn toàn lực ứng phó mới có thể ngăn xuống làm sao bây giờ lăng hàn ngược lại lộ ra cười gằn vù hắn thả ra thiên uy sau đó tay vung lên ném một viên phi hỏa đan ra ngoài a à, không phải một viên là một nắm dưới thiên uy sung kích người dưới cảnh giới của lăng hàn lập tức ngã nhào nằm bò trên đất mà cho dù cảnh giới đạt đến trung cực vị thì sắc mặt khó coi, lực lượng bị mạnh mẽ tước đi hai tinh. Lúc này, phi hỏa đan nổ tung, đây là thần đan cấp 10, không phải dùng để ăn, mà là dùng để đả thương địch thủ cực kỳ hiếm thấy, nói là đan, còn không bằng nói là đạn, ngay cả tinh thần cảnh trung cực vị cũng có thể trọng thương. Lăng hàn ném còn không phải một viên, mà là một bó, khái niệm này nghĩa là gì? Âm, um, âm, um, âm, um, mấy chục viên phi hỏa đan cùng một chỗ nổ tung, tựa như mấy chục tinh thần cảnh trung cực vị ra tay toàn lực, tự nhiên nhấc lên ba động khủng bố, ngay cả đám người tả tướng cách khá xa thì đã làm sao, trực tiếp bị hất bay. Bọn họ cũng như vậy, cường giả của trụ thiên, bích lạc hoàng triều ở ngay bên cạnh, tự nhiên chịu đựng sung kích càng to lớn hơn, có bảy tên tinh thần cảnh chết lập tức, 17 người trọng thương, 21 người vết thương nhẹ. Tình cảnh này đủ để ghi vào sử sách, một trận chiến kinh thiên. Lăng Hàn, chương 1504, buộc ta phóng đại chiêu, Chủ thiên hoàng không khỏi quát trói tai, so sánh với đó, bên chủ thiên hoàng chiều bị thương càng to lớn hơn, lại thêm 20 năm trước bị lăng hàn dằn vặt một hồi, đã chết gần chục tinh thần cảnh, tự nhiên là chó cắn áo rách. Gọi muội muội ngươi, lăng hàn không chút khách khí trách mắng. Chủ thiên hoàng giận dữ, hắn từ sinh ra đến hiện tại, bị mắng qua như vậy sao? Muốn chết, hắn đè xuống phẫn nộ, oanh, thả ra khí thức toàn thân, hóa thành thần diễm trùng thiên, diễn sinh ra từng hỏa thần thú, có hỏa long, hỏa phượng, hỏa kỳ lân, đều làm ra hình thái giết gào. Đến A, à, lang hàn ngoác ngoác ngón tay, có tin hay không, không qua ngàn năm ta liền có thể trấn áp ngươi. Nếu không, người chờ vợ ta xuất quan, tin tưởng nàng cũng có thể dễ dàng đập chết ngươi. Nghiềng tiện, chủ thiên hoàng ra tay, vậy thì không giống, hắn không chỉ là tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao, hơn nữa còn là thiên tài tứ tinh, càng là chủ một quốc gia, có thể vô hạn lấy ra quốc thế, chỉ cần quốc thế vẫn không hết, chỉ cần thân thể của hắn có thể chịu đựng sức chiến đấu của hắn, ở trên cơ sở tứ tinh lần thứ hai tăng lên hai tinh. Chuyện này làm sao chặn, dù cho lăng hàn vung ra tuế nguyệt thiên tuế, vẫn bị một đòn đánh bay, nhưng trong nháy mắt hắn đụng vào cửa đá liền mạnh mẽ ngừng thân hình lại, cả người nhất thời phun ra sương máu, trở nên huyết nhục mơ hồ. Chút thực lực này cũng muốn đánh chủ ý vợ ta, người một hai ngàn vạn năm nay đều tu luyện ở trên thân chó sao. Lăng Hàn còn nói rất thiếu đạo đức, tổn hại đến chết người. Sau khi trụ thiên hoàng nổi giận cũng kinh hãi, Lăng Hàn mới chỉ là trung cực vị sơ kỳ A, nếu như lại cho đối phương một ít thời gian, cũng không cần sông lên đại viên mãn, chỉ cần đạt đến đại cực vị, trong tinh thần cảnh còn có người giết được hắn sao. Người này, tuyệt đối không thể lưu, ha ha, chấm cũng tới nhúng một tay, bích lạc hoàng vùng vẫy thân hình, trong tiếng cười dài, đấm ra một quyền, nhất thời có một con rồng nước diễn hóa ra, lao về phía Lăng Hàn. Ao ao rào, tiếng nước trùng thiên, uy thế kinh người. Hai đại hoàng giả lại liên thủ đối phó một tên tiểu bối. Chuyện này quả thật chính là vô liêm sỉ, nhưng ai dám nói cái gì, đạt đến độ cao như bọn họ, còn cần để ý người khác nói gì sao? Đừng nói bọn họ chỉ liên thủ đối phó một tinh thần cảnh trung cực vị, dù liên thủ giết một sơn hà cảnh thì đã làm sao? Cái này đương nhiên chỉ là một chuyện cười, nhưng không người nào dám cười. Lần này, Lăng Hàn làm sao chặn? Lăng Hàn tay giương lên, lại lấy ra một đống lớn phi hỏa đan hai lão lưu manh, xem nổ không chết các ngươi. Xeo xeo xeo, hắn bắt đầu đập người. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, ầm, um, nổ vang liên tục, ầm um, ầm um, ầm um, rung bần bật, tất cả mọi người đều người ngã ngựa đổ, cái này đã không phải tinh thần cảnh trung cực vị oanh kích, mấy trăm viên trồng chất, uy lực tăng vọt. Lăng Hàn lại triển khai Tuế Nguyệt Thiên Thu, cuối cùng hóa giải tất cả công kích của hai đại thần hoàng. Sau một đòn, tất cả mọi người há to miệng, cho dù là tinh thần cảnh thì đã làm sao, thời khắc này cũng chấn kinh đến nói không ra lời hai đại hoàng giả liên thủ, lại vẫn không thể nào bắt Lăng Hàn, thậm chí bị hoàn toàn hóa giải. Đừng nói Lăng Hàn có mượn dùng ngoại lực hay không, ở hợp ninh tinh, trụ thiên hoàng, bích lạc hoàng chính là đại danh từ vô địch, nhưng hiện tại hai người liên thủ cũng không có kết quả, trận chiến này đủ khiến Lăng Hàn danh chấn thiên hạ. Đáng tiếc, hắn cũng nhất định không thể sống sót rời đi, trận chiến ngày hôm nay chính là trận cuối cùng của hắn. Hừ, người còn có bao nhiêu vật như vậy? Bích Lạc Hoàng cười lạnh nói nhiều đến có thể nổ lật xào huyệt của ngươi. Lăng Hàn đưa tay lên, lại một đám lớn phi hỏa đan xuất hiện ở trong tay hắn. Đệ, lần này ngay cả hai đại thần hoàng cũng thầm mắng, đồ vật uy lực lớn như thế sao có khả năng nhiều như vậy? Lẽ nào ngươi trộm kho báu của một vị cường giả hằng hà cảnh nào sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, Lăng Hàn là đan đạo đế vương, lại đào một rừng bạo liệt quả vào hắc tháp, trong tay tích góp số lượng phi hỏa đan cực kỳ kinh người. Đều lên cho chấm, Nhất định phải mau chóng bước ra hắn toàn bộ lá bài tẩy. Trụ Thiên Hoàng phất phất tay, rất nhiều cường giả có sức chiến đấu tinh thần cảnh đứng dậy. Bích Lạc Hoàng cũng truyền đạt mệnh lệnh tương tự, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là giết Lăng Hàn, sau đó mở cửa đá, bắt loạn tinh nữ hoàng. Tổng cộng có 9 tồn tại tinh thần cảnh đại viên mãn, còn có 19 tinh thần cảnh đại cực vị, trung cực vị liền không dùng tới, nhân số đã đủ, huống hồ trung cực vị ngay cả tư cách thương tổn Lăng Hàn cũng không có. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, nhiều cường giả như vậy liên thủ phi hỏa đan cũng không có tác dụng quá lớn các ngươi đây là đang buộc ta phóng đại chiêu sao hắn lạnh nhạt nói giết các cường giả của hai đại hoàng triều dồn dập ra tay bọn họ nhiều người như vậy liên thủ tự nhiên không thể sợ hãi kha kha mỗi một người đều đừng khóc lăng hàn dương tay phải lên ném ra một người ta quyển quyển xoa xoa ngươi cái này tự nhiên là vô tương thánh nhân hắn phẫn nộ a lập tức liền sắp đột phá nhật nguyệt cảnh nhưng lại bị ném ra hắc tháp, để hắn trực tiếp mắng lên. Sau đó, khóe miệng của hắn liền co giật, ta sao sao sao, tiểu tử ngươi là tai tinh thiên sát sao, sao khắp nơi đều có thể gây rắc rối. Nếu như hắn vẫn là thân kiếp trước, vậy đương nhiên sẽ không để mười mấy tinh thần cảnh ở trong mắt, nhưng hiện tại hắn chỉ là một cái thùng rỗng a. À. Nhưng bị ném lên giá nướng, hắn cũng chỉ có nhắm mắt liều chết. Muốn chết, hắn hừ lạnh một tiếng, oanh, khí thức của sáng thế cảnh giật động, như thánh giả hàng lâm. Cái gì, đám cường giả tinh thần cảnh vội vã dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi gần chết, khí tức như vậy. Quá mạnh mẽ, cường đại đến vượt qua cấp độ sinh mệnh của bọn họ, phảng phất đối phương muốn ra tay với bọn họ, bọn họ căn bản không dám chống lại. Hằng hà cảnh, cái này nhất định là cường giả hằng hà cảnh. Nhất thời, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, căn bản không có chú ý tới vô tương thánh nhân chỉ là một cái thủng rỗng. Bái kiến tiền bối, kể cả trụ thiên hoàng, bích lạc hoàng ở bên trong, tất cả mọi người đều cung kính hành lễ, loại khí thức này không sai được, là cảnh giới võ đạo ngự trị ở trên tinh thần cảnh. chương 1505, toàn bị lừa rồi. Phô tương thánh nhân không chút biến sắc, lạnh nhạt nói. Người này cùng bản tôn có chút ngọn nguồn, vì sao các người muốn làm khó dễ hắn. Mọi người đều bừng tỉnh, chẳng trách tu vi của lăng hàn như bay, hóa ra là được một vị cường giả hàng hà cảnh đề điểm. Bọn họ đều ước ao, nếu như mình cũng có thể được một vị cường giả như vậy đề điểm là tốt rồi nhưng có một vị cường giả như vậy làm hậu trường, chẳng lẽ phải cứ thế từ bỏ sao? Trụ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng đồng thời cao mày, bọn họ vừa bắt đầu quả thật bị khí tức của vô tương thánh nhân dọa sợ, nhưng rất nhanh thì phát hiện không đúng. Khí tức này thật giống như có chút miệng cọp gan thỏ, xa xa không đáng sợ như trong tưởng tượng A. Bọn họ hoài nghi, nhưng không dám phát tác, vạn nhất bọn họ đoán sai, vậy cường giả hằng hà cảnh phát huy, mặc bọn họ là chủ một quốc gia thì đã làm sao, lật tay liền có thể đè chết bọn họ xin tiền bối thứ tội. Trụ thiên hoàng nói, nhìn như cung kính, nhưng đang quan sát vô tương thánh nhân. Bọn họ đều áp sát đến mức này, nhưng vô tương thánh nhân không có ra tay giết chết toàn bộ bọn họ, trái lại một bộ giảng đạo lý với bọn hắn, cái này không đáng hoài nghi sao. Cường giả nào có tính tình tốt như thế, ánh mắt của vô tương thánh nhân lão lạt cỡ nào, tự nhiên nhìn ra đám người trụ thiên hoàng hoài nghi, lập tức hừ một tiếng, giật động khí tức, nhất thời áp lực như núi. Oanh, khí tức của thánh nhân sung kích, như sóng to vỗ bờ, kinh thiên động địa. chủ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều mồ hôi lạnh như mưa, bọn họ đều có một loại cảm giác, chỉ cần Vô Tương Thánh Nhân động ý nghĩ, bọn họ liền hình thần câu diệt, chết không có chỗ chôn. Nhất thời, bọn họ không dám tiếp tục có chút tạp nghiệp. Vô Tương Thánh Nhân cũng kinh đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hiện tại khí thế của hắn có thể dọa người, vạn nhất dọa không được, liền muốn hù chết hắn. Nhưng cũng không thể vẫn lấy khí thế dọa a, à, chỉ có xét đánh không mưa, ai cũng sẽ hoài nghi nha hắn xoay chuyển ánh mắt nói gặp gỡ chính là duyên phận xem các người đều gặp phải bình cảnh bản tôn liền chỉ điểm các ngươi một chút mọi người đại hỷ lại thấy kỳ lạ hằng hà cảnh cao cao tại thượng cỡ nào lại tự hạ thân phận chủ động chỉ điểm bọn họ cái này tự nhiên để bọn họ thụ sủng nhược kinh tuy vô cùng quái lạ nhưng ai cũng sẽ không từ chối cơ duyên như vậy nếu như bọn họ biết vị đối diện này căn bản không phải hằng hà cảnh mà là thánh nhân nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ mà biết vị thánh nhân này đã không còn thực lực nên có, chỉ nắm giữ kinh nghiệm võ đạo của thánh cấp, vậy càng mừng như điên, bắt nhốt lại, bước ra hết thảy bí pháp. Vô tương thánh nhân cũng không để ý tới những người này nghĩ, tự nhiên nói, giảng giải những vấn đề mà tinh thần cảnh có khả năng gặp phải. Mọi người nghe, trong lúc vô tình liền ngồi xuống, ngay cả trụ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng cũng không ngoại lệ, mơ hồ cảm thấy trong cơ thể thật giống như bắt đầu cộng hưởng, có một loại cảm giác lúc nào cũng có thể ngộ đạo. Cái này đương nhiên không có thần kỳ như thế, chỉ là thánh nhân ở nhận thức võ đạo thực quá cao, dễ dàng liền có thể khiến người ta cộng hưởng, nhưng trên thực tế có thể cảm mộ cái gì hay không, còn phải xem cơ duyên của từng người. vô tương thánh nhân hóa thân cao tăng đắc đạo, thật giống như phổ độ chúng sinh, mà các tinh thần cảnh thì ngồi ngay ngắn, ngay cả đám người cù thu tuyết cũng trong lúc vô tình nhích lại gần. Nhìn tất cả mọi người say mê, lăng hàn không thể không thầm dơ ngón tay cái, không hổ là thánh nhân, thủ đoạn lừa người thật cao nếu không phải hắn đã sớm biết nội tình nói không chắc cũng sẽ bị lừa kỳ kỳ oa hoa vô tương thánh nhân liền nói liên tục thời gian lặng yên biến mất một ngày hai ngày ba ngày tinh thần cảnh lại không cần ăn uống thân thể có thể tự động hấp thu linh khí hóa cho bản thân sử dụng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị chết đói một tháng hai tháng ba tháng thời gian trôi qua nhanh chóng cả điểm tinh thành sớm đã bị hai đại hoàng triều đánh hạ binh sĩ của loạn tinh hoàng triều hoặc đầu hàng hoặc chết trận hầu như không thể đào tẩu. Nhưng không ai dám tới nơi này quấy rối, đùa giỡn, nơi này nhiều đại lão như vậy, ai dám đến a? À? Nhưng các cường giả tinh thần cảnh hoàn toàn chìm đắm ở trong lời giải thích của thánh nhân, căn bản không có ý thức được, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ trong chớp mắt, trên thực tế đã qua ba tháng. Không hổ là thánh nhân, thật biết mê hoặc, lang hàn cũng không dám manh động, đặc biệt giết ra ngoài làm thịt hai vị thần hoàng, kia là chuyện không thể nào, cho dù ở dưới trạng thái nghe đạo, thì chênh lệch giữa hai bên vẫn quá lớn, ra tay căn bản không thể kiến công. Tốt nhất là có thể kéo 10 năm 8 năm, kéo dài tới loạn tinh nữ hoàng xuất quan. Nửa năm, một năm, hai năm, hả, trụ thiên hoàng đột nhiên tỉnh táo lại, không đúng a, à, tuy hắn cảm ngộ hai năm thời gian, nhưng tiến bộ mảy may cũng không có. Hơn nữa, vị cương giả này không khỏi cũng quá nhân hậu đi, lại cùng bọn họ nói pháp hai năm. Không đúng, tuyệt đối không đúng trước hắn cảm thấy vị cường giả này có chút miệng cọp gan thỏ chỉ là bị khí tức của đối phương dọa sợ tâm hoài nghi tan biến nhưng hiện tại lần thứ hai cuộn lên hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt soạt hắn đột nhiên ra tay oanh liệt diễm vô tận bay múa hắn như một vị chân thần nguy rồi tiểu tử nhanh cứu mạng vô tương thánh nhân nhất thời mặt đều trắng hiện tại hắn có hy vọng báo thù tự nhiên không muốn chết ở chỗ này vội vã kêu lớn lên tuy lăng hàn cũng ngồi ở một bên nhưng hắn không có lắng nghe vô tương thánh nhân giảng đạo chỉ mỗi một quãng thời gian sẽ nuốt một viên thông thiên huyền nguyên đan tăng cao tu vi tâm thần thì chú ý đám người trụ thiên hoàng bởi vậy đối phương vừa ra tay hắn lập tức phản ứng một cái liền nắm vô tương thánh nhân lên xèo thu vào trong hắc tháp nhất thời tất cả mọi người giật mình tỉnh lại trước bọn họ đều bị khí thức của vô tương thánh nhân khiếp sợ kế tiếp là truyền đạo căn bản không có cơ hội đi suy nghĩ vô tương thánh nhân là làm sao xuất hiện nhưng đến lúc này, bọn họ dồn dập phản ứng lại. Một người sống sờ sờ làm sao có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, sau đó lại đột ngột biến mất. Không gian thần khí, hơn nữa, cường giả vô thượng làm sao có khả năng bị trụ thiên hoàng dọa chạy. Có quỷ, quả nhiên, suýt chút nữa bị ngươi lừa, trụ thiên hoàng cười lạnh nói, chương 1506, sức khôi phục khủng bố thượng. Lăng hàn cười ha ha, há, không phải đã có một đám ngu si bị lừa rồi sao? Trụ thiên hoàng, Bích Lạc Hoàng đều sầm mặt lại, xác thực, bọn họ đều ngồi ở nơi này hai năm, nếu không phải cường giả bế quan đều lấy trăm năm ngàn năm tính, vậy bọn họ có khả năng đã thất bại thảm hại. Đặc biệt là Bích Lạc Hoàng, hắn vẫn là ở sau khi trụ thiên hoàng ra tay mới phản ứng được, sắc mặt càng thêm khó coi, thật giống như bị người đánh một bạt tai. Giết, hắn khẽ quát một tiếng, oanh, cả người hóa thành trong suốt, sau đó cấp tốc phóng to, cao tới ngàn trượng, phảng phất như nước chảy ngưng tụ thành, còn ở trong người không ngừng lưu truyền. Pháp tướng thiên địa, âm, bích lạc hoàng vỗ xuống một trường, không chỉ bao phủ lăng hàn, ngay cả núi nhỏ phía sau hắn cũng ở trong phạm vi công kích, hắn không chỉ muốn đập chết lăng hàn, còn ở đánh tan ngọn núi này, bắt loạn tinh nữ hoàng. Thời gian đã kéo đủ lâu, lăng hàn hít một hơi thật sâu, thân thể cũng run lên, hóa ra pháp thân ngàn trượng, đây là do nguyên lực ngưng tụ thành, tu vi càng cao, pháp tướng càng lớn. Hắn vung ra một quyền, đón đánh bích lạc hoàng, oanh, qua một kích, lăng hàn như lưu tinh rơi xuống, cho dù vận dụng tuế nguyệt thiên thu hắn cũng không thể là đối thủ của Bích Lạc Hoàng. Kha kha, trụ thiên hoàng ra tay, chặn ngang thống kích, đánh lén, liên thủ, hắn há sẽ bỏ qua, cường giả, vương giả như vậy, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Lăng Hàn đã toàn lực nổ ra một quyền, chính là thời điểm suy yếu nhất, còn làm sao chặn. Oanh, hắn bị oanh một kích, ngay cả thần cốt cũng không cách nào chống đỡ, đùng đùng đùng, tiếng xương vỡ chuyển đến, như giang đậu, vang vọng thiên địa đây chính là một vị cường giả tinh thần cảnh lăng hàn nghe răng đau quá tổn thương rất nặng lực lượng tranh lệch quá to lớn một đòn suýt chút nữa muốn mệnh của hắn hiện tại lăng hàn thực vô cùng thê thảm thân thể đã hoàn toàn biến hình cả người huyết nhục mơ hồ hoàn toàn không nhìn ra còn như một người ở hai đại thần hoàng liên thủ oanh kích hắn không có chết ngay đã là biểu hiện kinh người muốn nói vẫn không có bị trọng thương vậy thực sự là đùa giỡn trụ thiên hoàng hừ một tiếng tay phải lại nhấc hắn muốn triệt để xóa đi tiểu nhân vật lang hàn này một giọt bất diệt chân dịch lưu chuyển lang hàn đột nhiên đứng lên thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ nhìn mà khiến người ta líu lưỡi ta nói rồi đánh chủ ý tới vợ ta các người nghĩ cũng đừng nghĩ nghĩa nó ngươi là yêu quái a à. tất cả mọi người giật mình đến nói không ra lời đây cũng quá trâu đi bị đánh cho thân thể biến hình nhưng nháy mắt liền khôi phục sao ngươi không lên trời nhưng trong nháy mắt các cường giả tinh thần cảnh đều hô hấp dồn rập, mắt hiện kim quang cái này tất nhiên là một môn công pháp việt thế bởi vì không nhìn thấy lang hàn cắn dược hay vận dụng bảo vật gì coi như vận chuyển môn công pháp này yêu cầu bỏ ra cái giá khổng lồ nhưng trong nháy mắt khép lại thương thế tuyệt đối là cứu mạng người đánh với người chịu trọng thương người khác cho rằng người chết chắc rồi nhưng người đột nhiên sinh long hoạt hổ bất kể là nhân cơ hội phản kích hay chạy trốn đều có thể phát huy kỳ hiệu trên đời này làm sao có khả năng xuất hiện công pháp châu bò như vậy? Ta muốn, ta muốn, ta muốn từng cường giả tinh thần cảnh giống như án phụ khuê phòng, dồn dập nhìn chăm chú vào trên người Lăng Hàn, cho dù trụ thiên hoàng cùng Bích Lạc hoàng cũng không ngoại lệ. So sánh với đó, tựa hồ loạn tinh nữ hoàng cũng có thể để qua một bên. Thế giới này, quan trọng nhất vẫn là thực lực, có thực lực, dĩ nhiên là sẽ có quyền thế, địa vị, mỹ nữ, tất cả tất cả. Mà cướp đoạt công pháp Lăng Hàn trên người, liền có thể tăng cao thực lực không sai, không sai, nhưng ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Trụ thiên hoàng ra tay, đấm ra một quyền, nhìn như thanh thanh thản thản, nhưng bao phủ khắp bát phương, như đế vương đến, thần dân dám không tuân. Bích lạc hoàng thì không có ra tay, hắn đang đợi, chờ lăng hàn chống đỡ lộ ra kẽ hở, hắn lại vào, như trụ thiên hoàng lúc trước vậy. Con mẹ nó, lăng hàn dương tay lên, một đống lớn phi hỏa đan đập ra ngoài, trước bích lạc hoàng vận dụng pháp tướng thiên địa, hình thể quá lớn, ném phi hỏa đan, uy lực phân tán, hiệu quả không tốt. Nhưng bây giờ chủ thiên hoàng không dùng pháp tướng, vậy không phải tìm đập sao. Dầm 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 dầm, tiếng nổ mạnh kịch liệt, không khí bị vặn vẹo đến biến hình, tinh thần cảnh ở phụ cận đều bị đánh bay, có thể thấy được lăng hàn một hơi ném ra bao nhiêu phi hỏa đan. Sắc mặt của chủ thiên hoàng khó coi, trên tay phải của hắn có máu tươi nhỏ xuống, bị thương rồi. Tuy chỉ là tổn thương nhỏ, nhưng bị một tinh thần cảnh trung cực vị nho nhỏ đả thương, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã hoàng uy không thể làm nhục hắn nổi giận gầm lên một tiếng rốt cuộc vận chuyển ra pháp tướng thiên địa hóa thành một hỏa nhân cao tới ngàn trượng như viễn cổ hỏa thần sau đó vung chân dẫm về phía lăng hàn cái này mang theo ý cực kỳ khinh bỉ ta chính là dẫm ngươi làm sao ai bảo cảnh giới lực lượng của hắn đều chiếm ưu thế nghiền ép pháp tướng thiên địa cũng làm cho ưu thế này phóng to vô hạt một cước dẫm xuống căn bản không cần chính xác có thể dẫm đánh lăng hàn cùng ngọn núi nhỏ kia đương nhiên bí thất xây ở trong ngọn núi nhỏ có thể hỏng hay không liền không biết tin tưởng hẳn là sẽ không bằng không cũng quá yếu đi lang hàn sông ngược lên trời hắn vô cùng bị động bởi vì hắn nhất định phải bảo vệ ngọn núi phía sau trong này có vợ của hắn huyết có thể chảy người không thối lui lang hàn vung ra tuế nguyệt thiên thu nhưng vẫn như trước bị oanh rơi xuống bích lạc hoàng nhân cơ hội ra tay oanh lang hàn không thể tránh khỏi thân thể lần thứ hai biến hình thương thế cực nặng hắn lần thứ hai vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, nhưng trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng, bảo dịch như vậy cũng hiệu quả giảm mạnh, hắn dùng liền hai giọt, lúc này thương thế mới khỏi hẳn, nhưng tốc độ chậm hơn trước một chút. Dù như vậy, tất cả mọi người cũng chấn kinh đến nói không ra lời, bí thuật khôi phục kinh người như vậy lại có thể liên tục triển khai. Các ngươi một đáp một đương cũng thật hiểu ngầm, có phải là ở cùng nhau lâu, cảm giác mến nhau rồi không? Lăng Hàn lê u máu tươi bên khóe miệng, lấy thái độ khinh bỉ nói ở cùng nhau lâu, cảm giác mến nhau, hắn đây con mẹ nó nói cái gì a? À? Chương 1507, sức hồi phục khủng bố hạ. Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng không khỏi biến sắc, tiểu tử này miệng cũng quá thiếu đạo đức, lại dám nói xấu hai người bọn họ như thế. Thực sự là muốn chết, Lăng Hàn cười ha ha, lấy thân làm cung, vận chuyển ra Diệt Long tinh thần tiến, mũi tên chỉ, con người của Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều hơi co rút lại, bọn họ có thể cảm ứng được mũi tên này uy hiếp. Ngay cả bọn họ cũng như vậy, Huống chi là những người khác, chỉ cần tu vi dưới đại viên mãn, mỗi người đều cảm thấy phía sau lưng ẩm ướt, phảng phất chỉ cần Lăng Hàn bắn ra, trong bọn họ chắc chắn sẽ có một người chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều không ra tay. Điều này là bởi vì, Lăng Hàn không chỉ vận chuyển Diệt Long tinh thần tiến, hơn nữa còn dùng tới một tia Thiên Uy. Khiếp sợ, có điều, hai đại thần hoàng dù sao cũng là vương giả, vương giả là tự tin cỡ nào, hơn nữa tu vi của bọn họ vượt xa Lăng Hàn rất nhanh liền khôi phục lại, không khỏi sát khí rực cháy. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều phát hiện kiên định trong ánh mắt đối phương. Cho dù ngày hôm nay không bắt được loạn tinh nữ hoàng, cũng phải giết chết lăng hàn. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ, không tới 500 tuổi liền nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, vậy lại cho hắn 500 năm nữa thì sao? Nước nguy rồi, giết, ngày hôm nay nhất định phải giết chết, cướp đoạt công pháp của đối phương, lại cướp nữ nhân ở phía sau, nạp làm thiếp. Nghĩ đến loạn tinh nữ hoàng tuyệt mỹ điên đảo nhân gian, trong lòng bọn họ không khỏi rung động, ngay cả tâm tính vương giả thì đã làm sao, cũng có một loại kích động muốn sói chu. Trước thực lực tuyệt đối, người có thể chơi ra trò gian gì? Chủ thiên hoàng lấy ra một thanh kiếm, đương nhiên không phải cửu kiếp kiếm, nhưng uy lực cũng bất phàm, kiếm khí trùng thiên, đây là thần khí mạnh mẽ nhất trong tinh thần cảnh. Vẻ mặt của Bích Lạc Hoàng cũng nghiêm nghị, trong cơ thể chậm rãi tuôn ra một trường thương màu xanh lục, đây là tổ khí của Bích Lạc Hoàng Triều, tuy không phải cấp bậc hàng hà cảnh, nhưng ở trong tinh thần cảnh có thể coi trí tôn. Bọn họ đều sợ tiềm lực của Lăng Hàn, nếu không thể tuyệt sát hắn, ai biết ngày sau sẽ tạo thành uy hiếp đáng sợ như thế nào. Lại nói, trên người Lăng Hàn còn ẩn giấu công pháp tuyệt thế, nhất định phải lấy. So thần khí sao, Lăng Hàn cười gằn, hơi suy nghĩ, tiên ma kiếm lập tức bay ra, treo ở trên đỉnh đầu của hắn, rủ xuống đạo đạo thần quang, rõ ràng chỉ là cấp 10 mà thôi, nhưng bá đạo hơn trụ thiên hoàng kiếm bích lạc hoàng thương không biết bao nhiêu lần ta tức là trời người cần cúng bái mọi người khiếp sợ chỉ là một thanh kiếm mà thôi sao có khả năng tỏa ra khí phách như vậy bọn họ làm sao biết tiên ma kiếm vốn là tiên kim tương lai chế tạo lại dung hợp ý chí võ đạo của lăng hàn nắm giữ thiên uy tự nhiên cao cao tại thượng như tiên nhân trí tôn từ trên bản chất mà nói tiên ma kiếm cao hơn cấp độ của lăng hàn quá nhiều quá nhiều trong tay lăng hàn nắm kiếm gỗ đây là đại sát khí của minh giới, hắn không cách nào thức tỉnh, nhưng cũng không trở ngại hắn cầm ở trong tay vung chém, chỉ cần thấy máu, lực phá hoại sẽ không kém tiên ma kiếm. Tiên ma kiếm thần quang như rực cháy, áp chế trụ thiên hoàng kiếm, đích lạc hoàng thương đến lưu mở ảm đạm, quả thực không thể xưng là thần khí, ngay cả kiếm gỗ cũng thu lại hung tính, có vẻ thuận theo rất nhiều. Tiên binh phát huy, hết thảy đều là cặn bã, người trẻ tuổi này, trên người ẩn giấu bao nhiêu bảo vật, sau khi mọi người khiếp sợ cũng có chút ngạc nhiên, hai thanh kiếm của đối phương, bất luận thanh nào cũng có thể xưng trí bảo, nhưng hiện tại đồng thời nắm giữ ở trong tay một người, chuyện này quả thật để bọn họ xấu hổ chết. Lăn lộn cả đời cũng không sánh bằng một thanh niên chưa tới 500 tuổi. Trụ thiên hoàng lộ ra vẻ thận trọng, hắn cảm giác được kiếm trong tay đang run rẩy, thần kiếm thông linh, đây là kiếm hồn đang sợ hãi, một loại hoảng sợ phát ra từ đẳng cấp. Này đến tột cùng là kiếm gì, rõ ràng uy hiếp hắn không lớn, chỉ là rất bá đạo mà thôi, vì sao lại để hỏa long kiếm hoảng sợ như thế? Đây chính là bảo khí được từng đời cường giả của trụ thiên hoàng triều không ngừng ôn dưỡng, tu ra kiếm linh A, dưới thức tỉnh, ngay cả hắn cũng có thể ngang hàng. Nhưng bảo khí như vậy, lại sẽ sợ một thanh kiếm không cao cấp, quá quỷ dị. Coi như là thần khí cấp bậc hàng hà cảnh, cũng không thể như vậy A. À. Giết, bích lạc hoàng vung thương mà ra, hắn cũng cảm ứng được bích thủy thương hoảng sợ, vì lẽ đó, hắn muốn cướp công, mau chóng giết chết lăng hàn, bằng không thương linh trong bích thủy thương cũng có thể bị kinh hãi đến thất tán. Vù, tiên ma kiếm chủ động chém ra, thiên uy lưu chuyển, mạnh mẽ tước đi bích lạc hoàng hai tinh lực lượng. Ở dưới lăng hàn ôn dưỡng, tiên ma kiếm cũng nắm giữ thiên uy, cái này bởi vì nó là tiên kim, có thể chịu đựng được ý chí võ đạo như vậy, có thể tỏa ra uy thế như vậy, đổi thành thần thiết khác, phỏng trừng đã tự mình vỡ tan. Đáng tiếc chính là, cái này cùng thiên uy của lăng hàn không thể chồng chất, bởi vì cái này vốn là đồng nguyên thiên uy trong tiên ma kiếm liền tới từ ý chí võ đạo của Lăng Hàn, không có tí tẹo khác nhau. Bích Lạc Hoàng hoảng hốt, lực lượng của hắn lại giảm gấp trăm lần. Hắn vội vàng thu tay lại, lực lượng lại giảm nhiều như vậy, để hắn cảnh giác lo sợ. Trụ thiên hoàng không khỏi cau mày, người đây là cái quỷ gì? Hắn hừ một tiếng, cũng vung kiếm đón nhận, nhưng lập tức như bích lạc hoàng, ngơ ngác mà ngừng. Hắn nhìn tiên ma kiếm giữa bầu trời, lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Nếu như có thể được thanh kiếm này, sức chiến đấu của hắn có thể tăng lên bao nhiêu. Người khác giảm hai tinh lực lượng, không phải tương đương với hắn tăng lên hai tinh lực lượng sao. T. Giá trị quá to lớn, một thanh kiếm liền có thể bằng lực lượng của một quốc gia. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, Bích Lạc Hoàng, chúng ta trước tiên liên thủ giết chết phương nguyền rủa này làm sao? Cái gì, dù là Bích Lạc Hoàng cũng có chút không tìm được manh mối, kế ly gián này của ngươi cũng quá thấp đi. Lăng Hàn tiếp tục nói, coi như các ngươi giết ta, cuối cùng cũng miễn không được nội đấu, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi có niềm tin tất thắng sao? Khẳng định không có, Lăng Hàn tự hỏi tự đáp, vì lẽ đó, hiện tại cùng ta liên thủ, ngươi cũng nhìn thấy, thanh kiếm này của ta nắm giữ tác dụng suy yếu lực lượng của đối phương, vậy chính là ngươi nắm giữ ưu thế hai tinh, muốn giết phương nguyền rủa không phải dễ như ăn cháo sao? chương 1508, Ly Gián, trước tiên giết chết phương nguyền rủa ngươi lại giết ta cũng không muộn, có đúng hay không? Hắn con mẹ nó đúng a à? không thể không thừa nhận thời khắc này bích lạc hoàng rất động tâm nếu như có thể mượn lăng hàn giúp đỡ giết trụ thiên hoàng vậy coi như hắn bị tước đi hai tinh lực lượng muốn làm lăng hàn vẫn không khó chỉ là thời gian lâu hơn một chút mà thôi nhưng đến thời điểm đó sẽ không có người tranh nữ hoàng với hắn mà trụ thiên loạn tinh hai đại hoàng triều cũng hoàn toàn vào tay hắn bá nghiệp đại thành mỹ nhân trong ngực từ đây đi nhân sinh đỉnh cao a thống nhất hợp ninh tinh cưới loạn tinh nữ hoàng chính là một đời theo đuổi của bích lạc hoàng hiện tại tựa hồ dễ như trở bàn tay người nói hắn có thể động lòng hay không gặp bích lạc hoàng lộ ra vẻ ý động trụ thiên hoàng vội vàng nói không nên chúng quỷ kế của tiểu tử này người này quỷ kế đa đoan hậu hoạn vô cùng trước tiên phải diệt đã hắn thực sự là cuống lên vạn nhất bích lạc hoàng phản bội vậy cách biệt hai tinh lực lượng hắn khẳng định chỉ có bại vong vậy hắn làm hết thảy đều là làm gả y cho người khác chết rồi cũng bị người khác vào đá sỉ nhục đây chính là tên ngu ngốc mọi người phải nhớ kỹ trong lòng, đừng dẫm vào vết xe đổ. Trái tim của Bích Lạc Hoàng oành 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 đập, cái này mê hoặc thực quá to lớn, hơn nữa tuyệt đối có thể thực hiện, bỏ qua cơ hội này, vậy cho dù đoạt được loạn tinh nữ hoàng, ngày sau cũng phải bị trụ thiên hoàng chiều không ngừng tấn công, mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Lên 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 cho chấm, chém ác tử này, trụ thiên hoàng vội vung tay lên, sai người đi vây công lăng hàn, chỉ cần bắt lăng hàn, đặc biệt là đoạt được thanh kiếm kia, đến thời điểm đó hắn liền có thể quay đầu lại chém bích lạc hoàng chuyện cười chẳng lẽ hắn không muốn giết túc địch này cưới loạn tinh nữ hoàng chỉ là lăng hàn căn bản không có cho hắn cơ hội lựa chọn bằng không nói không chắc hắn đã lên bích lạc hoàng xoay chuyển ánh mắt hắn cũng có chút bận tâm lăng hàn quỷ kế đa đoan chủ yếu là tên này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ai biết có bao nhiêu hậu chiêu bởi vậy hắn cũng phát tay một cái để tinh thần cảnh trong chiều gia nhập vây công lăng hàn nhất định phải đoạt được thanh kiếm kia hắn dùng thần niệm truyền âm, sau đó, cùng trụ thiên hoàng đứng song song. Hai người đều không dám tùy tiện ra tay, hiện tại trọng điểm lại rơi vào chuôi thần kiếm kia, ai nắm lấy sẽ nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Lăng Hàn thở ra một hơi, hắn lưỡi nở hoa sen, rốt cuộc thành công trừ hai vị đại địch. Có điều, trong hai hoàng triều, số lượng tinh thần cảnh đại viên mãn gộp lại vẫn có bảy tôn, cái này vẫn rất khó đối phó. Bảy dù sao cũng tốt hơn chín, Lăng Hàn thầm an ủi mình, vù, tiên ma kiếm rung động nhẹ nhẹ, một bên phóng thích ra thiên uy, một bên giết về phía các tinh thần cảnh kia. Kha kha, đến trong tay chấm đi, Bích Lạc Hoàng đột nhiên ra tay, hắn không có vây công lăng hàn, đó là bởi vì hắn muốn cướp đoạt tiên ma kiếm. Thật sao, trụ thiên hoàng ra tay, hắn chắc chắn sẽ không để Bích Lạc Hoàng đắc thủ. Hai đại thần hoàng kiềm chế, sau đó đưa tay đi bắt tiên ma kiếm, sức chiến đấu của bọn họ dĩ nhiên bị ràng buộc, nhưng tiên ma kiếm cũng không cách nào giúp được lăng hàn cùng hai thần hoàng triển khai hỗn chiến tiên ma kiếm vừa đi lực lượng của mọi người nhất thời khôi phục nhất thời mọi người thở phào một hơi hoàn toàn tự tin lăng hàn nhoẻn miệng cười cho rằng chỉ có tiên ma kiếm mới có thể cắt tu vi của các ngươi sao vù hắn cũng vận chuyển ra thiên uy cái gì tại sao sức mạnh của ta lại bị suy yếu quái lạ ta rõ ràng đã cách thanh kiếm kia đủ xa a à. các tinh thần cảnh đều phát mộng làm sao cảm giác chết tiệt này lại tới nữa rồi là là hắn có người run rẩy chỉ vào lăng hàn những người còn lại dồn dập nhìn chằm chằm lăng hàn sau đó toàn bộ kinh hãi người cũng có thể nắm giữ năng lực như vậy ngươi làm càn a lăng hàn tay cầm kiếm gỗ điềm nhiên nói ngày hôm nay ta muốn đại khai sát giới hắn chủ động giết ra triển khai lôi đình kiếm pháp thân hình hắn nhanh như chớp giật vận chuyển tuế nguyệt thiên thu hắn như vào chỗ không người tay lên kiếm xuống kiếm kiếm thấy máu Tuy kiếm gỗ không phải tiên khí, nhưng là minh khí, cấp bậc tuyệt đối cao đến kinh người. Cho dù hiện tại tàn tạ không thể tả, không thể chủ động thức tỉnh, nhưng lực phá hoại vẫn mạnh mẽ như cũ. Đặc biệt là đối với sinh linh, một kiếm xuống, có sát khí đáng sợ lao ra, trực tiếp phá hoại sinh cơ. Mà kiếm gỗ hấp thu máu tươi, trở nên càng ngày càng sáng. Hoa văn trên thân kiếm uy nghiêm đáng sợ, phảng phất có một vị ma chủ muốn từ trong kiếm phục sinh đi ra. Ngay cả Lang Hàn cũng có chút sợ hãi nếu trong thanh kiếm này thật chạy ra một vị ma chủ, vậy chơi vui rồi. Nhưng hiện tại hắn không để ý, trời đất bao la, vợ to lớn nhất. Giết giết giết, triển khai trích tinh bộ, lôi đình kiếm pháp nhanh như kinh điện, lại thêm lực phá hoại của kiếm gỗ đáng sợ, hắn quả thực chính là một cỗ máy giết chóc. Máu thịt tung tóe nơi này tất cả đều là tinh thần cảnh, nhưng không ngăn được lăng hàn, 19 tên tinh thần cảnh đại cực vị bị lăng hàn không ngừng sâu xé, ngăn ngắn nửa ngày thời gian lại chết mất 11 tên. Trận chiến này, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách của hợp ninh tinh, chỉ ít 10 ức năm qua vẫn không có khốc liệt như vậy, một trận chết nhiều tinh thần cảnh như vậy. Tuy nơi này còn có 7 tinh thần cảnh đại viên mãn, nhưng dưới tiền đề bị tước đi hai tinh lực lượng lại không cách nào ngăn cản Lăng Hàn. Chủ yếu là tốc độ xuất kiếm của Lăng Hàn quá nhanh, như lôi điện, trước đó căn bản không biết hắn công kích ai, chỉ có thể người người tự cứu, mà kiếm ra, đã không kịp cứu viện, chỉ có thể dựa vào tự mình hóa giải hiện tại đại cực vị còn có thể là đối thủ của lăng hàn sao đáng chết trụ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng đều biến sắc trừ bọn họ ra lại không ai làm gì được lăng hàn công kích ngọn núi kia bích lạc hoàng đột nhiên nói đúng trước lăng hàn rõ ràng không cần liều mạc nhưng thà rằng mình bị thương cũng không muốn va chạm lên cửa đá đây là uy hiếp của hắn nghĩ như thế mọi người lập tức có đối sách dồn dập quay thương đánh tới ngọn núi nhỏ kia lăng hàn không khỏi sát khí càng rực cháy Nhận lấy kiếm gỗ trong tay ảnh hưởng, hai mắt hắn như hư không, tóc đen bay lên trời, quần áo cả người cũng dồn dập phá tan, lộ ra bắp thịt như từng khối từng khối nham thạch. Chương 1509, nhập ma thì đã làm sao? Hắn vốn dung hợp tinh nguyên của một vị ma chủ, hiện tại lại bị ma kiếm ảnh hưởng, cả người nhập ma, chỉ thấy da thịt của hắn xuất hiện từng thần văn màu đen, tỏa ra khí tức tà ác. Sinh linh minh giới, dù cho nơi này không có đường nối hai giới, nhưng mọi người vẫn lập tức nhận ra được chủ yếu là minh giới cho thần giới áp lực quá to lớn, cho dù ở đây là khu vực hòa bình, nhưng chỉ ít cao tầng không người không hiểu. Người này, nhập ma, giết, ác ma minh giới, người người phải trừ diệt. Hừ, nếu hắn nhập ma, nhất định sẽ bị thiên địa thần giới bài xích, không cách nào tuyên chuyển lực lượng quy tắc. Không có lực lượng, hắn khả năng ngay cả tinh thần cảnh trung cực vị phổ thông cũng không bằng. Mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lăng hàn lại vào lúc này nhập ma, chẳng khác gì là tự đoạn hai tay nhập ma thì đã làm sao? Lăng Hàn cười dài, mắt có một đạo thần văn kỳ dị hiện lên, che kín toàn bộ gò má, thời khắc này hắn phảng phất như ma chủ phụ thể, tỏa ra khí tức vượt xa tinh thần cảnh. Đáng tiếc, cái này giống vô tương thánh nhân, chỉ là một cái thủng giống, không có thực lực đối ứng. Dám đả thương vợ của ta, ta dù hóa thành cửu u ác ma, cũng phải bỏ ra vực sâu, chém hết tất cả. Lăng Hàn cười lớn, oanh, kiếm gỗ bắt đầu cháy rừng rực, không không không, không phải kiếm gỗ thiêu đốt, mà là bản thân nó phun ra hỏa diễm ngọn lửa màu đen lửa của tử vong oanh lăng hàn vung kiếm từng đạo từng đạo tử hỏa bay ra có một tên cường giả tiểu cực vị vốn ở phía xa quan chiến nhưng không tránh kịp bị tử hỏa dính vào sợ đến hắn vội vã vươn tay dập tắt nhưng hắn ngơ ngác phát hiện ngọn lửa này đập không tắt không chỉ không tắt hơn nữa còn nhen nhóm thân thể của hắn mà thiêu đốt chính là bản nguyên bản nguyên là then chốt của tất cả sinh linh bản nguyên trôi đi thì tuổi thọ sẽ bị chém xuống, còn 10.000 năm chỉ có thể sống 1.000 năm, 100 năm thậm chí chỉ có mấy ngày. Cường giả tiểu cực vị kia bị hù chết, hắn không muốn chết a. À. Bên cạnh có người hỗ trợ, đây là một vị cường giả trung cực vị, nhưng kết quả hắn hỗ trợ là. Mình cũng bắt đầu cháy rừng rực, dựa vào, cái tử hỏa này còn truyền nhiễm. Lần này, người người sinh ra hàn ý, hai người chúng chiêu này muốn cầu viện người khác, nhưng người người đều tránh bọn họ như rắn rết, dồn dập né tránh. Bệ hạ, hai người này cầu cứu trụ thiên hoàng bọn họ đều là cường giả của trụ thiên hoàng triều trụ thiên hoàng đột nhiên thu tay lại nhắm hai người ấn nhẹ oanh lực lượng đáng sợ phun trào tử hỏa bị áp chế nhưng mà không tát điều này làm cho sắc mặt của trụ thiên hoàng biến hóa lộ ra vẻ kiêng rè từ tình cảnh này có thể suy đoán hắn có thể chống đối tử hỏa xâm lấn nhưng yêu cầu toàn lực phòng ngự bằng không tử hỏa sẽ thiêu lại mà một khi bị thiêu lên người sẽ như quả cầu tuyết hắn sẽ ăn thiệt thòi càng lớn không thể không cả ngày đều đối kháng tử hỏa a à. quả nhiên tên tiểu tử này không thể coi thường lại có thủ đoạn mới thường huynh vẫn là trước tiên diệt người này bích lạc hoàng nói hắn cũng kiên định ý nghĩ hiện tại hắn cảm thấy lăng hàn uy hiếp to lớn nhất thậm chí vượt qua trụ thiên hoàng nhất định phải lập tức giết chết được trụ thiên hoàng gật đầu hai người đều là thiên tử đương triều có quả đoán lớn một khi hạ quyết tâm liền không dao động nữa dồn dập giết về phía lăng hàn vù Lăng hàn giật động thiên huy, hai đại thần hoàng cũng bị giảm lực lượng. Chỉ cần không có vượt qua lăng hàn một cảnh giới lớn, vậy nhất định sẽ chịu ảnh hưởng của thiên huy. Đương nhiên, nếu sức chiến đấu đủ mạnh, sẽ có thể miễn dịch thời gian có hạn. Tỷ như thời điểm thiên kiêu chiến, chút thiên tài thập tinh đều có thủ đoạn chống đỡ thiên huy. Nhưng, đó là thiên tài thập tinh, trụ thiên hoàng không phải, bích lạc hoàng cũng không phải. Khá lắm tiểu tử, hai đại thần hoàng đều khó nén vẻ khiếp sợ thần kiếm này có thể cắt lực lượng của bọn họ cũng coi như, nhưng Lăng Hàn lại cũng được, điều này làm cho bọn họ lo sợ không thôi. Chỉ cần cảnh giới giống nhau, ai có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Thiên tài tứ tinh cũng bị cắt thành hai tinh A, hai đại thần hoàng cuối cùng không bảo lưu nữa, tuyệt chiêu ra hết. Bọn họ quá mạnh mẽ, có thể một tay kiềm chế, một tay khác xúc đại chiêu, nổ ra công kích cực kỳ đáng sợ, rất nhanh để Lăng Hàn vết thương đầy giấy, ngay cả bất diệt chân dịch cũng không thể chữa trị. Tổng cộng chỉ có 10 giọt, liên tục sử dụng hiệu càng lúc càng kém, khi giọt bất diệt chân dịch cuối cùng tiêu hao hết, Lăng Hàn cũng đạt đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chết, hai đại thần hoàng liên thủ, nước cùng hỏa ngoài ý muốn không có bài xích, trái lại bùng nổ ra uy năng mạnh hơn. Sóng nước cùng sóng lửa dung hợp, hóa thành một cột trụ, nhằm phía ngực của Lăng Hàn, mà phía sau hắn chính là cánh cửa đá kia, tin tưởng lấy hai đại thần hoàng chi uy, cửa đá lại không còn quốc thế cung cấp lực lượng, e là một đòn liền có thể nổ ra. Lăng Hàn cắn răng, hắn toàn lực vận chuyển bất diệt thiên kinh hình thành siêu cấp phòng ngự tu đến đại thành hắn có thể chặn một đòn của sáng thế cảnh hiện tại một đòn của hằng hà cảnh việt là điều chắc chắn oanh lăng hàn gác hai tay ở trước người thủy hỏa ngưng tụ thành cây cột đánh vào trên người hắn hình thành rung động đáng sợ cái này cũng không chỉ lực lượng còn có quy tắc thiên địa mà hai thần hoàng nắm giữ thế nhưng lăng hàn cản lại toàn bộ cái gì đầu lưới của mọi người dồn dập phun ra vừa nãy lăng hàn tiếp đại chiêu của một vị thần hoàng cũng cốt đoạn thịt bay, nhưng hiện tại nhận một chiêu liên thủ, lại vững vàng đứng lại, đây quá khó để người ta tiếp nhận a. À. Một đòn chi uy qua đi, hai tay của lăng hàn lập tức buông xuống, phòng ngự như vậy là lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần tiêu hao đến chống đỡ, lấy năng lực hiện tại của hắn, công kích của hằng hà cảnh nhiều nhất chặn được 3 chiêu, mà tinh thần cảnh đỉnh cao, chừng trăm chiêu vẫn không khó. Bích Lạc Hoàng cùng Chủ Thiên Hoàng nhìn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ mãnh liệt. Người này, không lưu lại được, hai người liên thủ oanh ngang, nước cùng hỏa ngâm sướng thành ca, uy lực vô cùng. chương 1510, dục hỏa trùng sinh, cuối cùng cũng có cường viện. Thể phách của Lăng Hàn cực kỳ mạnh mẽ, nguyên bản là không cần tiêu tốn nguyên lực lại đi phòng ngự, nhưng vì thôi phát bất diệt thiên kinh đến mức tận cùng, hắn nhất định phải vận chuyển nguyên lực. Âm, um, âm, um, âm, um, hắn không ngừng bị bắn trúng, thân hình liên tục rút lui, nguyên lực bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Tiểu tử này sắp cùng đường bí lối, hư, rốt cuộc muốn kết thúc, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhóm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tinh thần cảnh trung cực vị khó giết như thế. Cái này là bởi vì Lăng Hàn muốn tử thủ phiến cửa đá kia, bằng không hắn rất dễ dàng giết ra trùng vây. Chết đi, hai đại thần hoàng cũng chưa từng bước thiết muốn một người chết như vậy, nổ ra một đòn cuối cùng. Lăng Hàn, hẳn phải chết, đung, sau một đòn, lăng hàn đã tiêu hao hết nguyên lực bằng thể phách đâu thể nào hoàn toàn hóa giải tuế nguyệt thiên thu cũng không có lực lượng vận chuyển lực lượng mang tính hủy diệt xung kích thần cốt của hắn đổ nát thần hồn phá diệt ha ha hình thần câu diệt mọi người suýt chút nữa vỗ tay nếu không phải lăng hàn còn có nhược điểm loạn tinh nữ hoàng này ngày hôm nay tuyệt đối không thể giết chết người này trên đầu chữ xác chính là cây đao cổ nhân thật không lừa ta ầm um, thần hồn của lăng hàn phá diệt nhưng có một điểm sáng đang lấp lánh sau đó một đám lửa đột nhiên bốc cháy lên. Cấp độ ngọn lửa này quá cao, cho dù là hai đại thần hoàng cũng biến sắc, liên tục rút lui. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này so với tử hỏa lúc trước còn muốn đáng sợ, dính lên tử hỏa còn có thể đối kháng, nhưng bị ngọn lửa này đụng một phát, vậy tuyệt đối là lập tức đốt thành cho bụi. Đây là tiên diễm, tiên hoàng nhất bàn chi hỏa, oanh, tiên diễm nhảy múa, nào có người dám tới gần. Tiên hoàng lệ gọi, quang điểm cấp tốc diễn hóa, quy tắc thiên địa bao dung, một thần hồn hoàn chỉnh cấp tốc xuất hiện, về sau là thân thể của Lăng Hàn. Hắn từ trong tiên diễm đi ra, không chỉ cả người không có chút thương thế, thậm chí tinh khí thần cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ta sát, trong khoảng thời gian ngắn, không có người nói ra lời. Hình thần câu diệt người còn có thể sống trở về, người con mẹ nó thực là người sao. Đến lúc này, mỗi người đều từ trong lòng bay lên cảm giác vô lực. Bất luận bị thương bao nhiêu lần, Lăng Hàn đều có thể khôi phục như cũ, nhưng hiện tại càng tốt, rõ ràng bị oanh nát thân thể, chém thần hồn, nhưng lại còn có thể sống trở về, hơn nữa nhảy nhót tưng bừng, sức sống mười phần, cái này chẳng phải con mẹ nó bất tử sao. Người này, thật giết được sao, không thể không bay lên hoài nghi cùng hoảng sợ như vậy, Lăng Hàn biểu hiện đã đánh vỡ thường thức, muốn nói vĩnh sinh bất diệt cũng không phải không thể được. Hơn nữa, sau khi dục hỏa trùng sinh, Lăng Hàn không chỉ khôi phục trạng thái, di chứng nhập ma cũng hoàn toàn hóa giải. Ha ha, lão hủ không có tới chậm chứ, trong tiếng cười dài, chỉ thấy một lão giả vóc người lõm khóm xuất hiện, phía sau có bốn viên tinh thần hiện lên, đều to nhỏ bình thường. Tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao, chỉ là trên người lão giả còn có một đạo xiềng xích quấn quanh, có vẻ vô cùng quái lạ. Lại nhìn kỹ, những xiềng xích này cũng không phải chân thực, mà dấu ấn ở trong thân thể của hắn. Tự nhiên, Lăng Hàn không khỏi đại hỉ nói, tiền bối, người rốt cục tới rồi, tự nhiên cười ha ha, hắn cũng dẫy ruộng rất lâu, mới rốt cục quyết định tham chiến nếu hắn còn ở trạng thái toàn thịnh hắn tự nhiên không sợ nhưng hiện tại tu vi của hắn bị phong ấn nói thật khá giống vô tương thánh nhân đều là miệng cọp gan thỏ bất luận làm sao bên người lang hàn rốt cục có một tên cường viện tinh thần cảnh của hai đại hoàng triều vốn sĩ khi xuống thấp hiện tại thấy đến một vị tinh thần cảnh đại viên mãn đều bắt đầu sinh ý lui ngược lại tiểu tử kia căn bản giết không chết hà tất tái chiến không thấy ngay cả tử hỏa cũng có thể thiêu đốt bản nguyên căn bản diệt không được sao, ai cũng không muốn chết a. Không sao, tu vi của người này bị phong ấn, một cái đổ bỏ đi mà thôi. Trụ thiên hoàng lập tức nói, hắn ngay cả vô tương thánh nhân cũng hoài nghi, há có thể không nhìn ra hư thực của cường giả cung cấp. Không sai, bích lạc hoàng cũng gật đầu, khẳng định trụ thiên hoàng giải thích. Thiên địa công bằng, ngay cả thánh nhân cũng phải chết, huống chi là ngươi. Trụ thiên hoàng chỉ vào lăng hàn, chấm không tin ngươi còn có thể sống thêm lần nữa trên mặt lang hàn tất cả đều là vẻ khinh thường nói ngươi thử xem nhưng trong lòng thì kêu khổ vợ a à, người rốt cuộc phải bế quan tới khi nào ta sắp không chịu được rồi a à. ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết trụ thiên hoàng ầm ầm nói hòa vào ý chí của hắn cũng tuyên dương quyết tâm của hắn thiên tử mở miệng chính là ý chỉ ta không tin một thanh âm lạnh lùng ở trên bầu trời vang lên mang theo khí phách cùng hung hăng vô tận ầm um, một bóng người hạ xuống oanh một làn sóng trùng kích đẩy ra đùng 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 đùng, rất nhiều cường giả tinh thần cảnh ngã bay, mà càng đáng sợ chính là, bọn họ lại bò không đứng lên. Người này nắm giữ khí phách đáng sợ, ở dưới cô khí phách này chèn ép, ý chí của bọn họ đều muốn tan vỡ. Cái này, tại sao có thể có khí thế bá đạo như vậy? Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt không thể tin được, nhưng cực kỳ kinh nghỉ. Nhị ca, chính là Vũ Hoàng, ha ha, tứ đệ. Vũ Hoàng ngạo nhiên mà đứng, tàn mát ra khí thức càng là đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn nhưng chỉ là sơ kỳ không phải đỉnh cao lăng hàn cũng chỉ có kinh hỷ khi gặp lại nói nhị ca người quả nhiên được cơ duyên lớn lúc trước vũ hoàng ở trong hoàng tuyển bí cảnh ly kỳ biến mất lăng hàn suy đoán đối phương được hằng hà cảnh truyền thừa nhưng này dù sao chỉ là suy đoán hiện tại rốt cục nhìn thấy người lăng hàn tự nhiên kinh hỷ vô hạn ha ha quả thật có chút cơ duyên vũ hoàng gật đầu ta đã đi qua đại lăng triều nên cố ý chạy tới phiền phức nhị ca Lăng Hàn áy náy nói, cái này vốn không phải chiến tranh của Đại Lăng Triều, lại bị hắn mạnh mẽ ôm lấy. Huynh đệ chúng ta đồng tâm, từ đâu tới nhiều khách khí như vậy. Vũ Hoàng chừng một chút, sau đó nhìn về phía Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng. Các ngươi muốn giết tứ đệ của ta, Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều khó chịu, người cái này là khẩu khí gì? Làm sao bên người Lăng Hàn đều hung hăng như thế, lẽ nào không có mấy cái là người bình thường sao? Trường 1511, cùng đường bí lối nhưng hiện tại bên lăng hàn cũng có hai vị cường giả tinh thần cảnh đại viên mãn bản thân lăng hàn tuy không bước vào cảnh giới này nhưng sức chiến đấu của hắn không thể lấy cảnh giới đến cân nhắc đánh nữa hay không đương nhiên phải đánh bỏ qua cơ hội lần này sau đó còn có thể giết được tên tiểu tử kia sao huống hồ trên người hắn còn có bí pháp kinh người nhất định phải lấy muốn chết vậy thì đến chiến vũ hoàng khí phách mười phần nói đối mặt hai đại thần hoàng cũng không kinh sợ chút nào chỉ nói khí phách ngay cả Lăng Hàn cũng tự nhận không bằng Vũ Hoàng. Người ta mới đúng là trời sinh đế vương, lại thêm lòng mang thiên hạ, khí phách không phải người nào cũng có thể so sánh. Phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, Vũ Hoàng hẳn là vương giả, cao cao tại thượng. Ở dưới phách khí của hắn, người người đều cảm thấy tê cả da đầu, có một loại kích động nhượng bộ lui binh. Đây mới thực sự là vương giả trị uy, chỉ vừa bước vào đại viên mãn, cũng dám hung hăng như thế. Chủ thiên hoàng khinh thường nói, một kiếm chém ra, hắn không tin vũ hoàng cũng khó giết như lăng hàn lăng hàn vận chuyển thiên uy vũ hoàng xông ra ngoài huynh đệ hai người lấy phương thức này hình thành liên thủ oanh vũ hoàng vẫn dùng thiên tử quyền pháp nhưng bộ quyền pháp này đã được hắn tăng lên tới một độ cao hoàn toàn mới một đấm xuất ra phảng phất thiên hạ không từ kéo đại thế đập tới trụ thiên hoàng hiển nhiên tuy vũ hoàng được truyền thừa của hằng hà cảnh nhưng không hề từ bỏ con đường của mình ngược lại Hắn chỉ lợi dụng truyền thừa này nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, đi nhưng vẫn như cũ là đường của mình. Đây mới thực sự là vương giả, xem thường đi con đường người khác sắp xếp. Lăng Hàn có loại cảm giác, nếu như Vũ Hoàng theo người ta sắp đặt, bây giờ nói không chắc đã là hàng hà cảnh. Nhưng nếu như vậy, hắn chỉ có thể dọc theo con đường của tổ tiên, tối đa thứ hai mà thôi. Ầm, uhm, Vũ Hoàng cùng trụ thiên hoàng đấu chính diện một đòn, rõ ràng không có thần khí, nhưng càng thêm bá đạo, đấm ra một quyền, lại liên tục phung quyền. Căn bản không thèm để ý thần khí trong tay đối phương nắm giữ uy năng mạnh mẽ thế nào. Phong cách chiến đấu của hắn chính là như vậy, mặc kệ đối thủ mạnh hơn hắn hay yếu hơn hắn, ở trên khí thế nhất định phải chiếm thượng phong. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Bích Lạc Hoàng, Vũ Hoàng không có sức phòng ngự mạnh mẽ, chết còn có thể sống thêm một lần, tự nhiên không thể để hắn bị hai thần hoàng giáp công. Tứ đại cường giả loạn chiến, hai huynh đệ Lăng Hàn hoàn toàn rơi vào hạ phong, hết cách rồi, cho dù sức chiến đấu hiện tại của Vũ Hoàng có thể vượt qua Lục Tinh nhưng chỉ là cảnh giới còn kém tam tinh lại thêm trụ thiên hoàng là thiên tài tứ tinh quốc thế gia thân còn có thần khí cho dù bị lăng hàn tước đi hai tinh cũng mạnh hơn vũ hoàng cũng chỉ là hơi mạnh bằng không vũ hoàng không có thể phách cùng sức khôi phục biến thái như lăng hàn sớm đã bị đánh nổ nhưng tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào bởi vì có càng nhiều cường giả gia nhập chiến đấu không thiếu tinh thần cảnh đại viên mãn tự nhiên xác thực phát huy tác dụng kéo một tên tinh thần cảnh đại viên mãn nhưng chỉ là một tên mà thôi hai huynh đệ đẫm máu tuy đại bộ phận công kích đều do lăng hàn chịu đựng nhưng chỉ cần vũ hoàng ăn một lần đả kích liền thương gân động cốt lăng hàn cùng vũ hoàng cuồng cắn đan dược nhưng đan dược cắn nhiều sẽ sản sinh kháng dược tính tốc độ khôi phục của bọn họ càng ngày càng chậm đã cùng đường bí lối còn có viện binh sao lăng hàn lắc đầu trừ khi thạch hoàng bắc hoàng giá lâm lấy bọn họ nắm giữ bảo khí ở trong tinh thần cảnh tự nhiên là vô địch gặp phải hàng hà cảnh cấp thấp cũng có thể liều Đừng nói hiện tại ở hợp ninh tinh, dù ở vân đính tinh cũng vô dụng a à, đi nơi nào gọi người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhị ca, người về trước đi. Lăng Hàn nói, hắn còn có thể chống đỡ, nhưng Vũ Hoàng tuy tu vi tăng vụt, nhưng nói đến phòng ngựa cùng sức khôi phục lại thuốc ngựa cũng không thể so với Lăng Hàn. Hắn nói trở lại, đương nhiên là chỉ tiến vào hắc tháp. Không vội, Vũ Hoàng từ chối, hắn biết Lăng Hàn muốn cứu loạn tinh nữ hoàng, cũng biết cái này chính là em dâu tương lai của hắn, bởi vậy hắn sẽ đánh đến thời khắc cuối cùng hiện tại hắn còn có thể chiến hư hai người các ngươi nhất định đều phải chết ở chỗ này Trụ thiên hoàng cười gằn dưới cửu tuyền hai anh em ngươi hảo hảo làm bạn đi bích lạc hoàng cũng đằng đằng sát khí rầm 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 hơn 10 tên tinh thần cảnh cùng nhau oanh đến kinh thiên động địa oanh lăng hàn cùng vũ hoàng đều bị đánh bay ra ngoài từng cái từng cái toàn thân phun máu sau đó nặng nề rơi xuống đất hai cái đều không có tu đến tinh thần cảnh đỉnh cao, làm sao có khả năng đối kháng nhiều cường giả như vậy. Có thể chống đến hiện tại đã là kỳ tích khó mà tin nổi. Trụ thiên hoàng cười gần, bích lạc hoàng cười gần, cường giả tinh thần cảnh của hai đại hoàng triều đều cười gần, chỉ có đám người cù thu tuyết, tả tướng lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ tự nhiên có thể thấy, lăng hàn cùng vũ hoàng là làm sao cũng không chịu được nữa. Loạn tinh hoàng triều bởi vì ra một kẻ phản bội, rốt cục phải đi đến bước cuối cùng. Không cam lòng a. À. Lăng Hàn bò lên, muốn thu Vũ Hoàng vào hắc tháp, cùng lắm vận dụng hắc tháp, hắn mặc kệ. Nhưng vào lúc này, hắn ngẩn ra, oanh, một thanh âm vang lên, rất nhẹ, không chú ý căn bản không thể nghe, nhưng thần thức của Lăng Hàn nhạy cảm cỡ nào, lập tức dựng thẳng lỗ tai lên. Bởi vì, thanh âm này là từ trong ngọn núi phát ra, đây là tiếng tim đập, trước đó, trong ngọn núi không có một chút xíu âm thanh, nhưng hiện tại có một tiếng tim đập, điều này có ý vị gì? Loạn tinh nữ hoàng lui ra trạng thái minh tưởng, rốt cục muốn xuất quan. Oanh, lại một thanh âm vang lên, lúc này càng thêm vang dội, oanh, một cột sáng từ trong ngọn núi lao ra, như chống đỡ mây xanh. Lần này, tất cả mọi người đều chú ý tới, nữ hoàng muốn xuất quan, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngừng tay, nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Oanh, cửa đá đột nhiên phá tan, đá vụn kích bay, đùng 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 đùng, đánh về phía bốn phương tám hướng, cái này cực kỳ đáng sợ, khiến cho mọi người nhất định phải né tránh hoặc chống đỡ sau khi nháo nha nháo nhác kết thúc, liền thấy ở cửa đứng một nữ tử phong hoa tuyệt đại, có tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành. Chương 1512, chấm không thể nhẫn nhịn. Loạn tinh nữ hoàng, ô, oh, làm sao chỉ có một mình nàng, không phải cùng cửu vương cùng một chỗ bế quan sao? lang Hàn biết, chỉ có một người loạn tinh nữ hoàng, nói rõ nàng thành công đột phá, chín thân trở về, để tu vi của nàng tiến thêm một bước. Tinh thần cực cảnh, hắn thở phào nhẹ nhõm, Kỳ thực coi như loạn tinh nữ hoàng không có đột phá cũng không quan hệ, chỉ cần thấy được người hắn liền có thể thu vào trong hắc tháp. Bệ hạ, đám người cù thu tuyết, tả tướng rốt cục có người tâm phúc, từng cái từng cái dồn dập quỳ xuống, bọn họ chưa từng có một khắc yếu đuối như hiện tại. Loạn tinh nữ hoàng, con mắt của trụ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng đều căng thẳng, đây là một cường giả chân chính có thể sánh vai bọn họ, thậm chí trước đó trụ thiên hoàng còn bị nàng ỉ vào một phiến đá mạnh mẽ đánh phục, phải giao ra cửu kiếp kiếm. Hừ, hiện tại ngươi đã không có quốc thế bổ trợ, chúng ta lại lấy ra quốc thế mạnh chỉ ít 3 phần 10, ngươi căn bản không có cơ hội. Bích Lạc Hoàng lập tức nói, theo ta, ta có thể giao ngôi vị hoàng đế cho ngươi, mà chúng ta liên thủ, toàn bộ thiên hạ dễ như trở bàn tay. Nói láo, trụ thiên hoàng lập tức nhảy lên, hắn có thể đưa cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, hơn nữa nhất định càng tốt hơn hắn. Thời khắc này, bọn họ nào là hai thần hoàng, chỉ là nam nhân tranh giành tình nhân mà thôi. Soảng, loạn tinh nữ hoàng còn chưa mở lời, đã thấy giữa bầu trời lôi vân dày đặc, thiên kiếp đang cấp tốc hình thành. Thiên kiếp, không đúng, loạn tinh nữ hoàng rõ ràng đã là tinh thần cảnh đại viên mãn, thiên kiếp của nàng. T, hằng hà cảnh, loạn tinh nữ hoàng đứng ngạo nghế, tuy thiên kiếp sắp hạ xuống, nhưng nàng mảy may không sợ, chỉ dùng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ đảo qua. Thành đã phá, đồ đăng tự nhiên cũng biến mất, chỉ cần không cảm ứng được quốc thế, nàng tự nhiên biết loạn tinh hoàng triều đã bị san bằng. Đối với những cái này, nàng không để ý, nàng lưu ý chính là người. Ánh mắt của nữ hoàng dừng ở trên người lăng hàn, nhìn thấy hắn cả người đẫm máu, bản nguyên cũng bị thương tổn, nàng lộ ra vẻ đau lòng cùng giận dữ. Không cần phải nói, lăng hàn nhất định là vì bảo vệ nàng không bị quấy dày, lúc này mới dục huyết phấn chiến. Nàng biết lăng hàn nắm giữ hắc tháp, kia là phòng ngự đứng đầu thế gian, chỉ cần trốn vào, ngay cả thánh nhân cũng không cách nào cảm giác. Nhưng lăng hàn vì nàng, lại giữ cửa không lùi, ở nữ nhân mà nói, còn có đòi hỏi gì? Trên mặt nữ hoàng có khí tức hỗn độn, nhưng người nơi này đều là cường giả tinh thần cảnh, lại có người nào không nhìn ra che lấp như vậy? Bọn họ, mỗi người đều đố kỵ, ai từng thấy, nữ hoàng đại nhân nhìn chầm chầm một nam nhân, lộ ra vẻ đau lòng. Ngay cả bọn người cù thu tuyết là thầm dựa vào một tiếng, Lăng Hàn cùng Đinh Lập An đều không có nói lao a à, nữ hoàng quả nhiên cùng Lăng Hàn có một chân. Nhưng vấn đề là, bọn họ là làm sao biết quyến rũ nhau được, phải biết số lần nữ hoàng cùng Lăng Hàn gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay A. À. Nhưng bọn họ làm sao biết, nữ hoàng chính là cửu xa tộc, có thể hóa ra chín phân thân, một phân thân trong đó cùng Lăng Hàn sớm có gặp nhau, cuối cùng nữ hoàng còn bị bức ép cùng Lăng Hàn sinh hầu tử, suýt chút nữa nghịch đẩy Lăng Hàn. Trụ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng tự nhiên cũng thấy rõ, không ai không trong nháy mắt bốc cháy lên lửa giận gấp 10 lần, không, gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Trước nghe lăng hàn gọi loạn tinh nữ hoàng là vợ, trong lòng bọn họ không thoải mái, nhưng nghĩ tới tính cách cùng phong cách xử sự, sự của nữ hoàng, tin tưởng lang hàn cũng chỉ là mong muốn đơn phương, nữ vương lãnh diễm, cao quý kia làm sao có khả năng vì nam nhân chân thành. Dù muốn chân thành, vậy cũng là mình a, à, nhưng sự thực lại đánh bọn họ một bà tai vang dội, ánh mắt ẩn tình đưa tình kia để trái tim bọn họ nát tan, không, trứng cũng nát. Nhưng đế vương lại há có thể là tâm pha lê, bọn họ thất lạc rất nhanh hóa thành sát ý ngập trời. Coi như người chân thành thì đã làm sao? chỉ cần làm thịt nam nhân kia liền được rồi, sau này được người vậy lâu ngày sinh tình, còn sợ không chiếm được tâm sao? giết 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 người trẻ tuổi này, hai đại thần hoàng sát khí như sôi, tuy trước đó bọn họ cũng đem hết toàn lực muốn giết lăng hàn, nhưng đó là bởi vì kiêng kỵ tiềm lực của lăng hàn, nhưng hiện tại là bởi vì ghen tuông, coi như lăng hàn tay trói gà không chặt, bọn họ cũng phải giết chết mới yên tâm. ầm, um, bọn họ hung hãn ra tay, cũng không có bởi vì nữ hoàng xuất hiện mà thu lại nguyên nhân rất đơn giản thiên kiếp đánh đến nơi loạn tinh nữ hoàng nào có thể ra tay mà coi như thành công vượt qua thiên kiếp vậy cũng là chuyện nửa ngày sau đến thời điểm đó món ăn cũng đã nguội muốn chết loạn tinh nữ hoàng trừng mắt phượng sát khí cuồng giật tay phải của nàng dương lên oanh phía sau có bốn viên tinh thần giật động cái này cùng tinh thần cảnh đại viên mãn không hề khác nhau nhưng khí thức nàng tản mát ra lại vượt qua trụ thiên hoàng bích lạc hoàng gấp trăm lần thậm chí ngàn lần chơi ạ à hai vị thần hoàng đã đạt đến tinh thần cảnh đỉnh cao, làm sao có khả năng mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy. Oanh, oanh, hai đại thần hoàng trong cùng một lúc bị đánh bay ra ngoài, không ai không phun ra xương máu, sắc mặt trắng bệch như giấy. Có sao không, nhưng loạn tinh nữ hoàng không có nhìn nhiều, ánh mắt căn bản không có rời lăng hàn, trên khuôn mặt có đau lòng không nói ra được. Đệt, 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 đám người cù thu tuyết hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình, mà bên bích lạc, trụ thiên hoàng triều, tất cả mọi người đố kỵ đến phát điên, ai chưa từng nghe mỹ danh của nữ hoàng bây giờ vừa thấy càng hơn nghe tên bởi vì ngươi tưởng tượng như thế nào đi nữa cũng không cách nào phát họa ra một phần vạn tuyệt mỹ của nữ hoàng nhưng mỹ nhân tuyệt sắc như thế lại lộ ra vẻ mặt thân thiết với một nam nhân như vậy ánh mắt kia thật có thể để người ta phát rồ tên tiểu tử kia không chết tử tế được chỉ là sao loạn tinh nữ hoàng lại mạnh như vậy quá mạnh mẽ đi lăng hàn nhoẻn miệng cười nói chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi sát còn ân ân ái ái, không sợ chết càng nhanh sao. Chủ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng vốn cực kỳ đố kỵ, bây giờ nhìn hai người khanh khanh ta ta, nhất thời giống như bị đút thức ăn cho chó, cảm giác khó chịu a. À. Bọn họ nguyên bản trọng thương, lại bị kích thích như thế, nhất thời thổ huyết liên tục. chương 1513, nữ hoàng tức giận thượng. Loạn tinh nữ hoàng gật đầu nói, người thương tổn ngươi, ta sẽ để bọn họ đều trả giá thật lớn. Được, lăng hàn gật đầu, hắn biết sau khi loạn tinh nữ hoàng đột phá, chỉ ít ở tinh vực này đã vô địch, đương nhiên sẽ không nói cẩn thận gì. Nhưng trong lòng đám người cù thu tuyết ai oán, nữ hoàng đại nhân A, không thấy còn có bọn họ sao. Ngài không thể trong mắt chỉ có một người A, tốt xấu gì cũng nhìn bọn họ một chút, nói một câu các ngươi khổ cực chứ. Nhưng nếu nữ hoàng bệ hạ có thể xem bọn họ, vậy vẫn là nữ hoàng đại nhân sao? Soảng, đúng lúc này, một đạo kinh điện bổ xuống, rơi thẳng đỉnh đầu của loạn tinh nữ hoàng. Nữ hoàng giơ tay, đùng, kinh lôi bị nàng đập vỡ tan. Dựa vào, thực hay giả, thiên kiếp A, người có thể một đòn nổ nát, vẫn là người sao. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên, loạn tinh nữ hoàng tuyệt không phải mới vào cực cảnh, mà là đạt đến. Cực cảnh đỉnh cao, làm sao có khả năng vừa vào cực cảnh liền đạt đến đỉnh cao. Vậy dĩ nhiên là cùng chín phân thân của nàng có quan hệ, người khác chỉ có thể đột phá một lần, nhưng nàng tương đương với đột phá 10 lần, vậy một hơi vào tới cực cảnh đỉnh cao lại có gì đáng kinh ngạc. Hiện tại, nàng tương đương với nắm giữ thực lực của hằng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, lại qua thiên kiếp của tinh thần cực cảnh sơ kỳ, vậy còn không thoải mái sao? Thực lực dòng dã tăng lên một ngàn lần A. À. Xoảng, 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 thiên lôi không dứt bên tai, từng đường chấp giật đánh xuống, cực kỳ đáng sợ, nhưng càng đáng sợ là loạn tinh nữ hoàng, chỉ một quyền, mặc ngươi chấp giật gì hạ xuống cũng có thể oanh nát dễ như ăn cháo. Cái này để người xem tê cả ra đầu, tứ chi phát lạnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua người độ thiên kiếp nhẹ như vậy được rồi đó là bởi vì bọn họ chưa từng thấy lăng hàn độ kiếp nếu không phải hắn còn muốn rèn luyện thần cốt hoàn toàn có thể coi thiên lôi là xoa bóp các ngươi xâm lấn thiên hạ của chấm cái này chấm có thể nhịn các ngươi giết con dân của chấm cái này chấm cũng có thể nhịn nhưng các ngươi còn muốn thương tổn hắn cái này chấm không thể nhẫn nhịn loạn tinh nữ hoàng vừa nói một bên tắm rửa lôi kiếp đi tới bên cạnh thiên trụ hoàng cùng bích lạc hoàng trên khuôn mặt tất cả đều vẻ lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. lừa gạt quỷ a chiếm giang sơn của ngươi, giết con dân của ngươi ngươi còn có thể nhìn, nhưng nếu nữ hoàng bệ hạ dùng hai thứ này tới so sánh, đột xuất chính là có ý gì? lăng hàn, so với giang sơn của nàng, con dân của nàng càng trọng yếu hơn. trụ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng cực kỳ khó chịu, mà đám người cù thu tuyết thì sắc mặt quái lạ, bọn họ liều sống liều chết, lại hoàn toàn không được nữ hoàng để tâm. Mọi người đồng dạng là vì hoàng triều chảy máu chảy mồ hôi, tại sao chỉ có lăng hàn được nữ hoàng bệ hạ yêu ái, chăm sóc? Ai, ngài nói như vậy, cũng không sợ bách tính toàn quốc thương tâm sao? Đúng rồi, hiện tại loạn tinh hoàng triều đã không còn. Các ngươi, chạm vào nghịch lân của chấm, loạn tinh nữ hoàng uy nghiêm đáng sợ nói, đột nhiên vung tay lên, oanh, lực lượng không thể chống đỡ dâng lên, đùng đùng đùng, nhất thời có hơn 10 cường giả tinh thần cảnh bị chấn thành xương máu. Phốc, phốc, Trụ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng đồng thời phun máu tươi, bọn họ nhìn nhau một cái, đều ngơ ngác. Người không phải vẫn không có vượt qua thiên kiếp sao, làm sao thực lực sẽ mạnh như vậy? Bọn họ đều là người từng trải, tự nhiên biết, mỗi vượt qua một lần thiên kiếp, thực lực sẽ tăng cường một phần, tương ứng, uy lực của thiên kiếp cũng sẽ tăng lên, từ đầu tới cuối duy trì áp lực mạnh mẽ. Đúng là như thế, 10 người độ thiên kiếp, khả năng sẽ có 7 người không chịu đựng được, chết ở trên hạm cuối cùng nhưng loạn tinh nữ hoàng lật đổ nhận thức này nàng mạnh đến nỗi không cách nào hình dung lấy tu vi của bọn họ lại thêm quốc thế thậm chí ngay cả một chiêu của loạn tinh nữ hoàng cũng không tiếp nổi sao có thể có chuyện đó đối phương cũng không có quốc thế a hai đại thần hoàng đều cực kỳ cay đắng vẫn là chậm chậm a bọn họ nhìn về phía lăng hàn nếu không phải bởi vì nam nhân này kết quả chắc chắn sẽ không giống bọn họ đã sớm có thể phá cửa vào vậy loạn tinh nữ hoàng liền không có thể đột phá mà đang bế quan bị quấy nhiễu, cái này sẽ tạo thành phản vệ rất lớn, loạn tinh nữ hoàng tất nhiên sẽ bị thương nặng, dễ dàng liền có thể bắt. Trước Đinh Lập An dám phá cấm chế, muốn đi vào, cũng là bởi vì biết điểm ấy, bằng không hắn mới đại cực vị mà thôi, dám động nữ hoàng sao. Nhìn điệu bộ này của loạn tinh nữ hoàng, không chỉ muốn giết bọn họ, hơn nữa còn không nỡ lập tức giết, tiết tấu muốn lăng chỉ bọn họ a à. Bọn họ đều là người ở lâu thượng vị, một khi hạ quyết tâm là không thể thay đổi, bởi vậy, Bọn họ căn bản không có dự định xin tha, mà dồn dập nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Cho dù chết, cũng phải kéo Lăng Hàn đồng quy vô tận. Ta không chiếm được ngươi, tiểu tử này cũng đừng nghĩ được ngươi. "Giết!" Hai đại thần hoàng đồng thời bạo phát, bọn họ hoàn toàn thức tỉnh tổ khí, thả ra uy năng mạnh nhất của tinh thần cảnh, lấy thân ngự khí đánh về phía Lăng Hàn. Đây là một đòn mạnh nhất trong đời bọn hắn. Đáng tiếc, tuy hiện tại loạn tinh nữ hoàng vẫn ở tinh thần cảnh, nhưng sức chiến đấu của nàng bão tố tiến vào hàng hà cảnh hằng hà cảnh đối với tinh thần cảnh là nghiền ép tuyệt đối. Oanh, nữ hoàng chỉ rất tùy ý nhấc tay, hai đại thần hoàng liền bị ổn định thân hình, khó có thể nhúc nhích mảy may. Bọn họ liều mạng giấy ruộng, nhưng chỉ là chuyện vô bổ, căn bản không tránh thoát. Dám đả thương ái lang của chấm, các ngươi đều phải chết. Mái tóc của loạn tinh nữ hoàng giật động, tay áo tung bay, cho dù ở trong cơn giận dữ, nàng cũng đẹp đến kinh người, khiến người ta không cảm giác được khủng bố chút nào. Chấm rất tức giận, phi thường tức giận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình thăng cấp. Trước tuy mọi người đều biết, nhưng loạn tinh nữ hoàng nói vẫn rất hàm xúc, nhưng hiện tại, trực tiếp xưng ái lang, nữ hoàng bệ hạ cũng thật là tính tình ngay thẳng, không che lấp chút nào. Dựa vào, lại một mực bị cho ăn ruồi. Đùng, loạn tinh nữ hoàng tay lên trưởng xuống, hư không khẽ kéo, trên mặt chủ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng đồng thời chúng một tát, thanh âm chát chúa, cho dù là hai đại thần hoàng thì đã làm sao, nửa bên gò má lập tức sưng đỏ lên, thân hình lảo đảo, thật giống như uống rượu say. Chương 1514, nữ hoàng tức giận hạ. Chấm muốn chém các ngươi thành vạn đoạn, sau đó cho chó hoang ăn. Nữ hoàng quả thực vô cùng phẫn nộ, lửa giận không có giảm xuống, trái lại càng ngày càng vượng. Mới đầu, nàng chỉ quan tâm thương thế của Lăng Hàn, nhưng theo lo lắng biến mất, nàng nghĩ đến nhiều thứ hơn. Vạn nhất nàng đi ra muộn, Lăng Hàn thể sống chết bảo vệ, kết quả vẫn lạc thì sao? Vừa nghĩ tới màn này, con mắt của nữ hoàng đại nhân đỏ bừng, tú quyền nắm chặt, mỗi một sợi tóc đều tràn ngập sát ý, mỗi một ánh mắt đều tràn ngập lửa giận. Nếu Lăng Hàn chết, nàng liền giết hết sinh linh của hợp ninh tinh chôn cùng Lăng Hàn. Các ngươi là món đồ gì? Đùng đùng đùng, loạn tinh nữ hoàng tiếp tục quất bạt tai, nàng không chút lưu lực, một đòn xuống, hai đại thần hoàng sưng mặt sưng mũi, sau mấy lần, bọn họ liền vác không được, răng bay ra, hòa cùng máu tươi, tóc tán loạn, nào còn có một tia thần hoàng uy nghiêm. Bọn hắn bây giờ, tựa như chó hoang. Nhưng loạn tinh nữ hoàng không có ý ngừng tay chút nào, thiên lôi cuồn cuộn, che khuất thanh âm thảm thiết của bọn họ, nhưng tiếng bà tai lại cực kỳ rõ ràng, đùng đùng đùng, không dứt bên tai. Loạn tinh nữ hoàng càng ngày càng tức giận, nàng rất muốn giết hai người này, nhưng trực tiếp giết sao có thể hả giận, bởi vậy, nàng khống chế lực lượng, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm tinh thần cảnh của hai đại hoàng triều, chỉ tay điểm qua, đùng, liền có một vị cường giả tinh thần cảnh bị chấn thành xương máu, hình thần câu diệt. Đây mới là phong thái của vương giả mạnh nhất cung cấp vô địch. Bệ hạ vạn tuế, bọn người cù thu tuyết hô to, kích động đến tê cả ra đầu. Đây chính là vương của bọn họ, một bước giết một người, vô địch thiên hạ. Hai đại thần hoàng nhìn nhau một cái, không khỏi đều lộ ra vẻ bi ai. Bọn họ cùng loạn tinh nữ hoàng tranh lệch đã lớn đến không cách nào tưởng tượng, thậm chí, bọn họ ngay cả thoải mái chết cũng không được. Vương, không thể làm nhục, hai đại thần hoàng đều gào thét, phấn khởi phản kích. Bọn họ đương nhiên không phải muốn liều chết một kích, mà là muốn mượn công kích nữ hoàng dẫn thiên kiếp lên người. Dựa theo quy tắc thiên địa, chủ động công kích người độ thiên kiếp, mình cũng sẽ cuốn vào trong thiên kiếp. Độ thiên kiếp, bọn họ liền có thể khống chế sống chết của mình. Ta chết còn không được sao, âm âm âm, kiếp phân bắt đầu tăng gấp bội, dựa theo cảnh giới của hai đại thần hoàng điều chỉnh uy năng. Loạn tinh nữ hoàng nhắm mắt phượng lại, các người muốn tự sát. Soảng, thiên lôi hạ xuống, lần này là nhằm vào hai đại thần hoàng hai đại thần hoàng đều lộ ra vẻ giải thoát lúc này bọn họ có thể chết thoải mái vương giả có ngạo khí của vương giả dù chết bọn họ cũng phải đứng chết có tôn nghiêm mà chết đùng một bàn tay lớn hiện lên bao phủ ở trên hai đại thần hoàng như một tòa ngọc sơn đẹp đến kinh người thiên lôi hạ xuống lại bị bàn tay lớn này ngăn lại căn bản không có đánh lên người của trụ thiên hoàng bích lạc hoàng chuyện này là loạn tinh nữ hoàng ra tay cái này ai có thể nghĩ tới Tại sao loạn tinh nữ hoàng muốn ra tay bảo vệ, trước không phải nàng đẩy hai đại thần hoàng vào tuyệt cảnh sao? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mỗi người đều phản ứng lại. Nữ hoàng đây là không muốn để cho bọn họ bị chết quá dễ dàng, mà muốn từ từ quất chết. Nữ nhân, tuyệt không thể đắc tội, quá tàn nhẫn a. À. Nhưng mà, thiên kiếp là tuyệt không có thể bỏ qua. Soảng, lần sau thiên kiếp giáng lâm, dòng giã tăng lên gấp 10 lần. Đây là thiên địa phát huy, càng là cảnh cáo, quy tắc thiên địa, không người nào có thể xúc phạm, người xúc phạm liền phải chịu trừng phạt. Uy lực của thiên kiếp thăng gấp 10 lần, lấy sức chiến đấu của loạn tinh nữ hoàng cũng không phải là không thể đối kháng, nhưng đây chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp chính là gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, không ngừng tăng lên, cho đến khi đánh giết người quấy rối. Bởi vậy, cho dù là người kiêu ngạo như loạn tinh nữ hoàng cũng không dám tiếp tục ra tay. Loạn tinh nữ hoàng không có ra tay, hai đại thần hoàng lại một lòng muốn chết, căn bản không chống cự thiên kiếp, rất nhanh liền bị chém thành cho bụi. Hừ, loạn tinh nữ hoàng vẫn còn tức giận, đáng tiếc, thiên kiếp phách xong, hai đại thần hoàng không còn sót lại một chút cặn, ngay cả cho chó ăn cũng không được. Nàng nhìn về phía mấy tinh thần cảnh còn sót lại của hai đại hoàng triều, trực tiếp ra tay quét ngang, đùng đùng đùng, những người này đương nhiên cũng lập tức chấn thành mưa máu, ngay cả cơ hội xin tha cũng không có. Bọn người cù thu tuyết hưng phấn đến tê cả ra đầu, vương của bọn họ quá khí phách, một người quét ngang hết thảy cường giả của hai đại hoàng triều, hiện ra vô địch chi uy. Bệ hạ, bệ hạ, bọn họ dồn dập quỳ xuống, không ngần ngại kính dâng đầu gối của mình, đây là đại thần A, phải quỳ. Loạn tinh nữ hoàng nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ nở nụ cười nhạt với lăng hàn. Chờ ta, oanh, nàng bay về phía bầu trời, tiếp tục độ thiên kiếp, kế tiếp thiên kiếp sẽ càng ngày càng lợi hại, tuy nàng không sợ, nhưng dư âm đáng sợ sẽ lan đến lăng hàn, tự nhiên là phải lên trời. Kỳ thực tổn thương của Lăng Hàn đã tốt hơn rất nhiều, có bất diệt thiên kinh gia trì, một khi lưu chuyển, tốc độ khép lại cực nhanh. Hắn đứng lên, đến xem Vũ Hoàng, nhị ca, người thế nào, chết không được, Vũ Hoàng cười to, trên mặt tất cả đều là vẻ thỏa mãn. Trải qua trận chiến này, ta ở võ đạo tất có thể tiến thêm một bước, không bao lâu nữa liền có thể bước vào đại viên mãn trung kỳ. Lăng Hàn chố mắt, vị nhị ca này cũng quá mạnh đi, 10 phần 10 là thiên tài lấy chiến nuôi chiến, ở trong chiến đấu tích lũy cũng có thể hóa thành lĩnh ngộ giúp hắn tăng nhanh như gió dù cho hắn không gặp mình không có đàn dược của mình giúp đỡ thành tựu của vị nhị ca này cũng tuyệt đối sẽ không bình thường minh châu ở nơi nào cũng sẽ phát sáng từ tiền bối lăng hàn nhìn về phía tự nhiên vị này vẫn chiến với một tên cường giả tinh thần cảnh đại viên mãn cho đến lúc này mới ngừng lại khóe miệng của tự nhiên co giật vẻ mặt nhìn về phía lăng hàn tràn ngập quái lạ lúc này hắn mới nhớ tới Tại sao Lăng Hàn sẽ mở miệng nói muốn mời loạn tinh nữ hoàng giải cấm chế trên người hắn, hóa ra người ta vốn là vợ chồng. Nhìn Lăng Hàn vì nữ hoàng không tiếc liều mình, mà nữ hoàng xuất quan cũng sát khí ngút trời, đúng là gian phu. ạch, à, tình trạng ý thiếp, chương 1515, nữ hoàng cũng có thể nhu tình như nước. Thiệt thòi hắn còn lo lắng Lăng Hàn đi cầu khẩn, bị nữ hoàng trấn áp luôn. Người a, lợi hại. Cuối cùng, tự nhiên vẫn giơ ngón tay cái lên có thể hái đoá tuyệt thế kiểu hoa loạn tinh nữ hoàng này, đây quả thật là đáng giá khâm phục. Đám người cù thu tuyết cũng không dám tiến lên, bọn họ không có tư cách này. Ba người này cái nào không phải nắm giữ sức chiến đấu của tinh thần cảnh đại viên mãn. Mà càng là cường giả, liền càng chú ý quy củ, tinh thần cảnh tranh lệch một cảnh giới nhỏ, là khoảng cách trời cùng đất. Thu thập tàn cục đi thôi, tinh thần cảnh của hai đại hoàng triều hầu như chết hết, nên là thời điểm loạn tinh hoàng triều ta nhất thống thiên hạ. Bá nghiệp ngàn tỷ năm, Bọn người cù thu tuyết cực kỳ hưng phấn, ai có thể nghĩ tới đã sắp phong quốc, tình thế lại nghịch chuyển, đã biến thành bọn họ nhất thống thiên hạ. Ngoại trừ cù thu tuyết còn ở lại bảo vệ loạn tinh nữ hoàng, tả hữu tướng, năm đại tướng đều dồn dập rời đi, hiện tại có một cục diện hỗn loạn to lớn cần bọn họ thu thập. Nửa ngày sau, loạn tinh nữ hoàng độ xong thiên kiếp, phi thân hạ xuống. Bệ hạ, xoạt cù thu tuyết vừa mở miệng, nhưng loạn tinh nữ hoàng đã quyền tay áo, dẫn lăng hàn theo, một cái cất bước liền đi ra cực xa, hiện tại nàng có sức chiến đấu của hàng hà cảnh, tốc độ nhanh bực nào. Kha kha, vợ chồng người ta tâm sự, người xem náo nhiệt cái gì. Tự nhiên cười to, ánh mắt của cù thu tuyết đảo qua nói. Đại đạo tặc, chưa có nói hưu nói vượt. Nàng hiển nhiên biết nội tình của tự nhiên, bằng không sao dám bất kính với một cường giả đại viên mãn. Vũ Hoàng chỉ cười ha ha, hắn ở trong tiểu thế giới đã lưu lại rất nhiều đời sau, hiện tại một lòng võ đạo, như nữ tình trường sớm đã bị hắn bỏ qua một bên, nhưng thân là nhị ca, hắn vẫn rất hy vọng nhìn thấy lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng tu thành chính quả kết thành phu thê hắn là đế hoàng lúc trước hậu cung giai lệ ba ngàn tự nhiên không cảm thấy lăng hàn cưới nhiều mấy thê tử có cái gì không thích hợp lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đi tới trên một ngọn núi nữ hoàng ôm lăng hàn mặt đầy nhu tình cái kia hẳn là ta ôm ngươi chứ lăng hàn yếu yếu nói ngươi bị thương nữ hoàng nói trong lời nói tất cả đều là không cho từ chối nhưng nàng suy nghĩ một chút lại nói chờ ngươi khỏe rồi, liền để ngươi ôm ta. Trong lòng lang hàn nhất thời rung động, suýt chút nữa hóa thân thành lang, đánh gục tuyệt sắc mỹ nhân này. Chỉ là hắn lập tức nghe rằng, trận chiến này hắn thực bị thương rất nặng, bất diệt chân dịch toàn bộ tiêu hao hết, ngay cả dục hỏa trùng sinh cũng bị bước ép ra, cuối cùng thực sự là sơn cùng thủy tận, thiêu đốt bản nguyên chiến đấu. Hắn bây giờ, chỉ ít ít đi mấy triệu năm tuổi thọ. Lang hàn cũng không có để tâm, thứ nhất hắn quá trẻ, sau này tìm thiên địa đại dược bù đắp bản nguyên là được thứ hai hắn có lòng tin vào tiên vực đến thời điểm đó tuổi thọ vô hạn vậy thì càng không quan trọng lắm vì vợ có cái gì không bỏ được đau quá đau quá lang hàn trước tan xương nát thì cũng không có kêu một tiếng nhưng hiện tại lại nhe răng nhếch miệng có bao nhiêu đáng thương liền bấy nhiêu đáng thương cái này vừa nhìn chính là giả nhưng loạn tinh nữ hoàng không ngần ngại chút nào tính cách của nàng là như thế nếu như ta yêu ngươi thiên băng địa liệt cũng sẽ không thay đổi có thể trả giá tất cả, căn bản không thèm để ý mình có thể bị thương hay không. Nàng rất khó động tình, chỉ khi nào động tình, là có thể thiêu đốt mình rừng rực. Lăng Hàn được voi đòi tiên nói, vợ, để ta hôn một chút, loạn tinh nữ hoàng lắc đầu, đang lúc Lăng Hàn thất vọng, nàng cúi đầu hôn lại, lướt qua liền thôi. Người bị thương, ta hôn ngươi, Lăng Hàn vui vẻ, hắn đưa tay ra, làm mô làm dáng, nắm lấy tay nhỏ của nữ hoàng, bóng loáng nhẫn nhụi, cảm giác thật tất tốt. Loạn Tinh Nữ Hoàng dung túng hắn, còn cầm ngược bàn tay của hắn nói: Những năm này người đi nơi nào, có tao ngộ gì? Lang Hàn thuận miệng nói chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng Loạn Tinh Nữ Hoàng thông minh lại cố chấp, bảo hắn nói ra chi tiết nhỏ, có một số việc còn để Nữ Hoàng nổi giận. Có người lại dám bắt nạt tình lang của nàng, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Lang Hàn hỏi. Tự nhiên là cùng đi tinh xa vũ viện. Loạn Tinh Nữ Hoàng không chút nghĩ ngợi, ta không có công pháp của hằng hà cảnh cho dù tự mình tìm tòi sông lên, ngày sau tiến cảnh cũng trở nên vô cùng chậm. Hơn nữa, ta thành lập loạn tinh hoàng triều cũng là vì lấy ra quốc thế, để chín phân thân lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn. Lăng Hàn gật gù nói, cũng được, chúng ta cùng đi tinh xa vũ viện, có điều, cái hỗn loạn này vẫn phải thu thập một hồi. Tại sao, loạn tinh nữ hoàng kỳ quái nói, Lăng Hàn nhất thời có loại cảm giác sắp phát điên, vị nữ hoàng này cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Nữ hoàng đại nhân quyết định chủ ý muốn làm trưởng quỹ mặc kệ, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là khổ cực một chút, giúp đỡ đám người tả hữu tướng cùng một chỗ xử lý chính vụ, một bên khôi phục quốc thổ của loạn tinh Hoàng Triều, một bên thu lấy giang sơn của hai đại Hoàng Triều. Cái này không phải một ngày hai ngày liền có thể thành, chỉ ít cũng cần 10 năm 8 năm. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng lựa chọn, làm trưởng quỹ mặc kệ, hắn cũng lười dần vặt, Lăng Hàn mời loạn tinh nữ hoàng ra tay, giải trừ cấm chế trên người tự nhiên, cửu u băng quan đương nhiên quy về quốc khố. Hồng nhan của tự nhiên cũng đã khôi phục như cũ, vậy là một cô gái xinh đẹp nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, tên là Trần Hiểu, nàng làm người điềm tĩnh, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thoải mái, chẳng trách có thể hàng phục tự nhiên. Phải biết, năm đó tự nhiên cũng là một đời thiên kiêu, 20 vạn năm thành tinh thần cảnh đại viên mãn, cái này không biết có thể ước ao chết bao nhiêu người. Đương nhiên, so với tuyệt đại vương giả như Thạch Hoàng, Bắc Hoàng, hắn vẫn thua kém rất nhiều hắn miễn cưỡng có tư cách tiến vào tinh xa vũ viện, cái này khó nói. Lăng Hàn mang theo loạn tinh nữ hoàng trở lại đại lăng triều, nhất thời, toàn bộ vương quốc vỡ tổ. Tình huống thế nào, nữ hoàng đại nhân lại bị Lăng Hàn lừa gạt trở về. Tuy bọn họ trên danh nghĩa là phụ quốc của loạn tinh hoàng triều, nhưng nữ hoàng đại nhân là chủ mẫu của bọn họ, có lời nói, xuất giá theo chồng, đây chẳng phải là nói, toàn bộ loạn tinh hoàng triều đều là đồ cưới. Trường 1516, 50 năm, hơn nữa, hiện tại thiên hạ nhất thống đại lăng triều không phải to lớn nhất hoàng đế của bọn họ châu bò có người hài lòng nhưng cũng có người không vui tự nhiên là thiên phượng thần nữ nàng đã sớm biết loạn tinh nữ hoàng cực kỳ xinh đẹp nhưng đến khi tận mắt thấy thế mới biết đến tột cùng mê người đến cỡ nào ngay cả nàng thân là phụ nữ cũng không nhịn được dao động không kiềm chế được nàng lo lắng hồn của lăng hàn bị vị nữ hoàng này câu mất có điều nữ hoàng kéo tay của nàng cùng nàng nói chuyện riêng một chút thái độ của thiên phượng thần nữ lập tức đại biến, đâu còn bài xích nữ hoàng, trái lại thân thiết xương nàng là đại tỷ. Dựa vào, vậy thì thu phục, quả nhiên là làm chủ hậu cung A, à, tuy giá trị võ lực của hổ nữ cao, nhưng chỉ biết ăn, chơi, chơi xấu, đại tỷ này còn phải là loạn tinh nữ hoàng đến làm, mới có thể trấn áp hết thảy. Người xem thiên phượng thần nữ dũng mãnh cỡ nào A, à, lúc trước đánh cho Lăng Hàn phải đi di tích cổ mạo hiểm, tha rằng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cũng phải tu ra thần công, chân áp bà nương hung ác này, nhưng hiện tại ở trước mặt nữ hoàng lại ngoan như là mèo. Ai, thực sự là vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Nghị lực của nữ hoàng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đừng nói thiên phượng thần nữ quy thuật, ngay cả hai vị huynh trưởng, sáu đồ đệ của Lăng Hàn cũng tâm phục khẩu phục, chỉ có khí phách như vũ hoàng mới có thể miễn cưỡng không nhìn. Trăm phế chờ hưng, Lăng Hàn dự định ở lại Đại Lăng Triều 50 năm, sau đó hắn sẽ xuất phát đi trường quang tinh vực, lại chuyển về tứ phương tinh vực. 50 năm, hắn nên vì đại lăng triều lưu lại hạt giống ngày sau trở về tuyệt không phải là một đại lăng triều suy sụp mà là một đại lăng triều sinh cơ bừng bừng hắn bắt tay tìm kiếm người thừa kế vương vị nữ hoàng nói buông tay liền buông tay hiện tại toàn bộ hợp ninh tinh đều ở trong tay nàng thậm chí chỉ cần nàng sẵn lòng đánh xuống tinh cầu ở phụ cận cũng được nhưng hết thảy nàng đều ném cho lăng hàn một bộ ta muốn làm hiền thê lương mẫu lăng hàn cũng không phải người thích hợp thống trị quốc gia hắn ném tất cả cho biểu ca ngược lại có tả hữu tướng năm đại tướng phụ trợ, không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nhưng 50 năm sau hắn cùng đám người loạn tinh nữ hoàng phải rời đi, không ai chấn được đám người tả hữu tướng thì làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, nhất định phải mau chóng để cao ra một nhóm cao thủ, có thể hoàn toàn tin được. 50 năm sau, người Lăng Hàn dự định mang đi tinh xa vũ viện cũng không nhiều, bởi vì điều kiện tiến vào quá hà khắc, ít nhất phải tu ra một lần cực cảnh, cái này đủ để đào thải 99,99% ,99 người trên đời này. Mà cái này, chỉ là điều kiện tối thiểu, sau đó lại chọn 100 thiên tài mạnh nhất, là vương trung chi vương. Ở dưới hình thức sàng lọc này, ngay cả Bắc Hoàng, Thạch Hoàng cũng không dám vỗ ngực nói nhất định có thể tiến vào. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ dự định mang theo mấy người tu ra cực cảnh, trừ hắn ra, chính là loạn tinh nữ hoàng, thiên phượng thần nữ, vũ hoàng, đinh bình, cửu yêu còn có tự nhiên, đại ca phong phá vân, tam ca mộ dung thanh lần này đều sẽ ở lại đại lăng triều. Lăng Hàn bắt tay bồi dưỡng người tài. Phong phá vân cùng mộ dung thanh cũng chết tâm, cực cảnh không phải là nỗ lực liền có thể tu ra, cái này quan trọng nhất vẫn là thiên phú, không có chút thiên phú ấy, dù trả giá ngàn tỷ lần nỗ lực cũng không được. Người, từ lúc sinh ra chính là không công bằng, ở trong hắc tháp bế quan, vẹn vẹn 7 năm sau, hai người trước sau đột phá đến nhật nguyệt cảnh, lăng hàn lấy thêm ra cuồng giã huyết linh đan cho bọn họ tăng lên. Dù cho không có tiền diễm rèn thân, nhưng nhiều nhất 3 năm cũng có thể nuốt một viên, thời gian 50 năm gần như có thể đưa hai người đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, ngay cả đột phá tinh thần cảnh cũng có khả năng. Chỉ cần đạt đến tinh thần cảnh, vậy là có thể đứng ngang hàng bao nhiêu cả tướng, không cần lo lắng không quản được bọn họ. Khang Tu Nguyên, Vân Vĩnh Vọng thì liều mạng luyện đan, lăng hàn cho bọn hắn một nhiệm vụ, phải ở trước khi hắn rời đi trở thành đan sư cấp 8. Tu Vi đám người giang dược phong cũng đang tăng nhanh như gió, mọi người đều có cuồng giã huyết linh đan có thể cắn, ba năm liền có thể bước vào một tiểu cảnh giới nhỏ, đáng sợ đến kinh người. Mà càng quan trọng chính là, lá cây của luân hồi thụ có thể làm trà rồi. Đây chính là có thể trợ giúp ngộ đạo, tu vi tích lũy có cuồng giã huyết linh đan, ngộ đạo có luân hồi trà, còn có luân hồi thụ, một ngày bằng một năm, chỉ cần sông lên nhật nguyệt cảnh, vậy tuyệt đối là một năm một hình thức, ba năm hoàn toàn biến dạng. Để lăng hàn phiền muộn chính là, hồng ngọc thần vương quả không đủ, mật ít rồi nhiều, cuồng giã huyết linh đan không đủ chia. Hơn nữa, luân hồi thủ cũng chỉ có thể cho 10 người đồng thời tu luyện, hiện tại người muốn ngộ đạo nhiều như vậy, nhất định phải xếp hàng. Cũng còn tốt có lá luân hồi thủ có thể làm trà, trợ giúp ngộ đạo, xem như giải quyết một vấn đề lớn. Mặt khác, nơi này có 3 vị đại đan sư, một vị càng là đan đạo đế vương, hợp ninh tinh lớn như vậy, sau khi lấy kho báu của hai hoàng triều, trong tay lăng hàn cũng nắm giữ lượng lớn thiên tài địa bảo, luyện ra lượng lớn thần đan. Tuy không thể so với cuồng giã huyết linh đan, nhưng cũng cực kỳ kinh người, bởi vậy, thực lực của toàn bộ Đại Lăng Triều vẫn lấy tốc độ điên cuồng tăng lên. Thực lực của Lăng Hàn, Thiên Phượng Thần Nữ, Vũ Hoàng cũng tăng vọt, có đàn đạo đế vương như Lăng Hàn, lo gì không có đan dược ăn. Trước Lăng Hàn tiến vào dược vương quật, điên cuồng cướp sạch lượng lớn thần dược A. Làm thuốc, làm thuốc, làm thuốc, hắn tiêu xài thần dược trong tay, giữ lại làm gì, không ăn mới gọi lãng phí. Một bên khác, hết thảy thần thiết cấp 10 cuồn cuộn không ngừng đưa tới, Thậm chí còn ra hợp ninh tinh, ở trong toàn bộ tinh vực tiến hành đại thu mua, cái này tự nhiên giao cho cửa hàng mặc thị. Lăng Hàn đã từng nhận một ân tình của đối phương, có chuyện làm ăn gì đều sẽ chăm sóc. 50 năm thời gian loáng một cái liền qua, ở thần giới, kỳ thực 50 năm cũng không thể thay đổi cái gì. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa, chỉ cần bước vào thần cảnh, vậy đừng nói 50 năm, 5.000 năm cũng chưa chắc có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Nhưng ở Đại Lăng Triều, 50 năm lại để đại bộ phận người thoát thai hoán cốt chương 1517, trở về. Vũ Hoàng, tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Lăng Hàn, tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh cao. Thiên Phượng Thần Nữ, tinh thần cảnh tiểu cực vị đỉnh cao. Đinh Bình, Cửu Yêu, Nhật Nguyệt cực cảnh đỉnh cao. Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, Giang Dược Phong, Khang Tu Nguyên, Trần Thủy Tính, Vân Vĩnh Vọng, Hách Liên Thiên Vân, Thạch Nhân, Con Thỏ, Lão Nhân Sâm, Tu La Ma Đế. Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Thanh Diễm Điều Tiểu Thanh, sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ hết cách rồi khởi điểm thấp nhất hơn nữa huyết mạch cũng không phải mạnh mẽ nhất còn có đám người nguyên thừa hòa tàn dạ đều đạt được tiến bộ rất lớn chỉ là không sánh được những người khác mà thôi muốn nói không có tiến bộ gì cũng chỉ có loạn tinh nữ hoàng nàng đã là tinh thần cực cảnh đỉnh cao chưa đột phá hằng hà cảnh bước đi này quá khó vượt qua không có công pháp đối ứng mặc nàng thiên tài tuyệt đỉnh lại có luân hồi thuộc tìm hiểu luân hồi trà nhập đạo nhưng muốn đột phá hằng hà cảnh, ít nhất cũng phải mấy vạn năm. Đổi đến thời gian ở dưới luân hồi thụ, vậy liền dài thái quá. Đáng tiếc, vẫn không có xuất hiện một vị tinh thần cảnh mới, đặc biệt là người muốn lưu thủ, Lăng Hàn vốn vô cùng chờ mong phong phá vân, mộ dung thanh có thể đột phá. Làm cho Lăng Hàn thỏa mãn nhất chính là, dùng lực lượng một quốc gia, tiên ma kiếm cuối cùng lại vượt qua hắn, bước vào cấp 11. Nhưng điều này cũng làm cho Lăng Hàn rất phiền muộn, nói là lực lượng của một quốc gia, nhưng là toàn bộ tài nguyên của hợp ninh tinh đầu nhập vào kết quả cũng chỉ để tiên ma kiếm tăng lên một cấp cái này lại muốn đi lên hắn có chút không dám nghĩ có lẽ phải chờ hắn trở thành thánh nhân lại đi khắp thiên hạ lấy thiên hạ chi kim mạnh mẽ đẩy tiên ma kiếm tới độ cao của tiên khí đến lúc này lăng hàn cũng chuẩn bị lên đường xuất phát hắn phái người thông báo tự nhiên qua mấy ngày sau tự nhiên mang theo vợ của hắn lại đây hội hợp ồ từ huynh lăng hàn kinh ngạc hắn không gọi ra tiền bối nữa rồi. Hiện tại tuy tự nhiên vẫn là tóc trắng phơ, nhưng da thịt cả người trở nên vô cùng bóng loáng, không còn một chút xíu giàn nua. Nếu không phải tóc bạc có chút chói mắt, đây tuyệt đối là một vị Mỹ nam tử phong độ nhẹ nhàng, để nữ nhân thấy tim đập thịt thịt. Dù như vậy, hắn cũng có một loại mị lực khác, để các cô gái trẻ như Giang Sảo Linh thấy liền hô to gọi nhỏ, hai mắt phát sáng. Có điều tính vào tuổi tác, tinh thần cảnh đại viên mãn 30 vạn tuổi xác thực trẻ đến không thể trẻ lại. Sau khi ôn chuyện, Lăng Hàn liền quyết định xuất phát. Hoạn nạn gặp chân tình, lúc trước tự nhiên ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy dũng cảm đứng ra, để Lăng Hàn không chỉ cảm kích tự nhiên trước đó đề điểm, chỉ giáo, hơn nữa còn xem đối phương là bằng hữu chân chính. Bởi vậy, hắn cũng cho đối phương biết một bộ phận bí mật của hắc tháp, đây là không gian thần khí, bên trong còn có một cây luân hồi thụ. Cái này làm tự nhiên sắp ngất, mới biết bí mật Lăng Hàn có thể ở trước trăm tuổi thẳng tiến tinh thần cảnh. Luân hồi thụ ở trong tay, thiên hạ ta có A. À. Chỉ tiếc, mọi người đều không có công pháp cấp bậc hằng hà cảnh, bởi vậy, bọn họ đều đặt hy vọng đột phá hằng hà cảnh ở tinh xa vũ Việt, bên trong là có một vị cường giả cấp đại thánh tọa chấn, ngay cả vô tương thánh nhân cũng phải kêu tiếng tiền bối. Nói đến vô tương thánh nhân, vị thánh nhân này đã đột phá tinh thần cảnh, tốc độ này để lang hàn cũng ước ao, chủ yếu đời này điều kiện hắn tu đạo thật quá tốt, thân thể ngũ hành, kinh nghiệm thánh nhân, luân hồi thụ, cuồng giã huyết linh đan, chỉ cần một cái trong đó liền có thể khiến tu vi người ta tăng nhanh như gió, huống chi bốn cái toàn bộ ở trên thân một người. vị chủ này cũng muốn tiến vào tinh xa vũ việt, không biết xấu hổ muốn cùng những người trẻ tuổi như bọn họ tranh giành. bởi vậy nhân viên chuyến này có lăng hàn, loạn tinh nữ hoàng, thiên phượng thần nữ, vũ hoàng, đinh bình, cửu yêu, tự nhiên cùng vô tương thánh nhân, mặt khác trần hiểu, lệ nhược đồng, đinh chi chi, lão nhân sâm, con thỏ cũng sẽ đi theo, tùy bọn họ không tiến vào tinh xa vũ việt được nhưng cũng không thể để vợ con người ta ly tán a. À. Còn lão nhân sâm cùng con thỏ là đi chơi thuần túy, muốn gieo vả tinh xa vũ viện. Lăng Hàn vốn định ngăn cản, nhưng ngẫm lại còn có một vua hố đại hắc cầu cũng sẽ đi, hai người này gộp lại phỏng chừng cũng không bằng ngón chân của con đại hắc cầu kia. Xeo, xuyên vân toa phá không mà lên, bay về phía tinh vũ đen kịt. Tuy hiện tại hợp ninh tinh không có cường giả siêu cấp tọa chấn, nhưng chỉ cần một ngày không có truyền ra tin tức loạn tinh nữ hoàng qua đời, vậy tuyệt đối không có một người dám chạy đi quấy rối bằng không nữ hoàng trở về, thu lại tính sổ, liền hỏi ai có thể chặn. Hai năm sau, Xuyên Vân Toa đi tới Vân Đính Tinh. lang Hàn trước tiên đi tới Bảo Lâm Các, hắn hứa hẹn qua muốn dạy Hàn Tâm nghiên cuồng giã huyết linh đan, trước lúc rời đi đối phương vẫn không có nắm giữ, mà hắn là người thủ tín, bởi vậy, cách hơn 70 năm sau, hắn lần thứ hai đến nơi này. Hắn cùng loạn tinh nữ hoàng sóng vai mà đi, mang theo nữ hoàng thưởng thức phong cảnh, không nhanh không vội, thật lâu sau mới đến địa phương. Hai vị muốn mua, ô, lăng đại sư, một tên phục vụ vừa chào đón, nhưng sau khi nhận ra lăng hàn, nhất thời vẻ mặt tươi cười, lộ ra kinh nghỉ xuất phát từ nội tâm. Lăng hàn đại biểu lâm gia an viễn chi mạch thắng được thứ hai, đây là thành tích kinh người, cũng là vinh quang to lớn, ngay cả tiểu nhị ở nơi này cũng thơm lây. Lăng hàn cười còn nói, lâm phu nhân có ở đây hay không? Kha kha, phu nhân một mực chờ đợi ngài, hầu bàn này lập tức cười nói, ồ, Lăng Hàn kinh ngạc, lẽ nào Lâm Vũ Khởi vẫn chờ hắn bổ túc cho Hàn Tâm Nghiên sao? Phu nhân vốn đã được triệu hồi về bổn ra, nhưng vì Lăng Đại Sư nên vẫn lưu thủ ở chỗ này, nói một ngày nào đó ngài sẽ trở về. Quả nhiên, phu nhân không có đoán sai, ngài cũng không có để phu nhân thất vọng. Hầu bàn nói, Lăng Hàn không khỏi liếc mắt nhìn về phía loạn tinh nữ hoàng, mong thê tử đừng có ghen a. À, nhưng nữ hoàng đại nhân không phải thiên phượng thần nữ, trên mặt ôn nhu, hoàn toàn không nhìn ra một chút xíu dáng dấp tức giận. Đương nhiên, dưới khí thức hỗn độn bao phủ, người bình thường căn bản không nhìn thấy dung mạo của nàng, bằng không hầu bàn này căn bản không thể nói lưu loát rồi. chương 1518, vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Lăng đại sư xin chờ một chút, tiểu nhân đi thông báo phu nhân. Tiểu nhị lui xuống, rất nhanh lại chạy trở về, mang theo lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng đi tới nội viện, có điều hắn không có tư cách vào bên trong, nơi này có một tiểu tỷ đứng chờ. Ở dưới sự hướng dẫn của tiểu tỷ này, bọn họ tiến vào nội viện, ở trong một vườn hoa nhỏ nhìn thấy Lâm Vũ Khởi nữ tử này trang điểm lộng lẫy đang lười biếng nằm ở trên một chiếc ghế dài không có mang giày hai bàn chân nhỏ đẹp như ngọc bóng loáng nhẵn nhụi như nhân gian diệu cảnh ơ ờ, đệ đệ Anh Tuấn Rốt cuộc nhớ đến thăm tỷ tỷ Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời loáng một cái đã sắp trăm năm nhưng Lâm Vũ Khởi không có thay đổi mảy may đặt ở trên người tinh thần cảnh chút thời gian này không nói một cái chớp mắt tuy nhiên nhiều lắm là tương đương với mấy ngày của người thường mà thôi không nên hiểu lầm, ta chỉ là tới xem Hàn Tâm Nhiên có luyện thành cuồng giã huyết linh đan hay không, lập tức sẽ rời đi. Lăng Hàn không muốn trêu chọc đại yêu tinh này, Lâm Vũ khởi đầu cũng không có quay lại, vội vội vàng vàng như thế, chẳng lẽ muốn đi tinh xa vũ viện. Ngay cả cái này nàng cũng biết, Lăng Hàn có chút kinh ngạc, tuy nữ nhân này cũng có thể xưng một tiếng thiên tài võ đạo, nhưng cách cấp bậc vương giả vẫn cực kỳ xa xôi, khẳng định không vào được tinh xa vũ viện, vậy nàng làm sao biết tinh xa vũ viện, hơn nữa còn đoán đúng. Hi hi, người xem tỷ tỷ quan tâm người cỡ nào, người cái không có lương tâm này, cách lâu như vậy mới đến thăm tỷ tỷ. Lâm Vũ khởi giả vờ ai oán, không được, hôm nay tỷ tỷ muốn người bồi. Ít nói nhảm, Hàn Tâm nhiên có ở đây hay không? Lang Hàn tức giận nói, mỗi lần nữ nhân này đều muốn đùa giỡn hắn, một ngày kia thật làm nàng xong, lại bỏ đi vô tình, nhìn nàng sẽ có vẻ mặt gì? Đương nhiên, nói một chút mà thôi, Lang Hàn làm không được vô tình như thế, vì lẽ đó hắn thẳng thắn không đi trêu chọc nhưng dù sao bị người đùa giỡn, hắn cũng khó chịu a. À. Ơ, ờ, lại giận dỗi với tỷ tỷ, không bằng để buổi tối tỷ tỷ sủng hạnh ngươi, cho ngươi bất giận. Lâm Vũ khởi đứng lên, nhưng người liền đến trước người Lăng Hàn, thân là cường giả tinh thần cảnh, tốc độ của nàng đương nhiên rất nhanh. Đùng, một cái tay nắm lấy cổ tay ngọc của nàng. Lâm Vũ khởi cả kinh, nàng vốn tưởng rằng là Lăng Hàn, nhưng cánh tay cầm lấy mình rõ ràng ra rẻ nhẫn nhụi, vừa nhìn chính là nữ nhân. Bởi vậy, nàng ngược lại không vội giấy ruộng, ngược lại cũng không có tổn thất gì chỉ là trong lòng kinh hãi nữ nhân bên người này tại sao lăng hàn mạnh như thế nàng liếc mắt nhìn đối phương miệng nhỏ nhất thời mở to ta aya à, làm sao có khả năng có nữ nhân xinh đẹp như vậy ngay cả nàng cũng nhìn đến thần hồn điên đảo ngay cả nước miếng cũng muốn chảy ra tại sao lại như vậy nàng là nữ nhân a à, hơn nữa bản thân cực kỳ xinh đẹp soi gương cũng có thể bị mình đẹp chết làm sao có khả năng bị một người phụ nữ khác mê đến trợn cả mắt lên nàng có loại cảm giác chỉ cần nữ nhân này mở miệng mặc kệ yêu cầu hà khắc cỡ nào nàng cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi hoàn thành nghĩ như vậy nàng ngơ ngác thất sắc đây là mị lực cỡ nào hơn nữa ngay cả nữ nhân như nàng cũng như vậy vậy nam nhân thì sao không quỳ bái quỳ trên mặt đất chỉ vì nhìn ngón chân của nàng một chút sao trong lòng lăng hàn cười thầm đại yêu tinh này không phân trường hợp mà phóng điện chẳng lẽ không biết bên người nàng là loạn tinh nữ hoàng sao, mị lực vô song, có đế vương sẵn lòng vì nàng mà từ bỏ giang sơn xã tắc. Trước đó còn động lớn, trực tiếp dẫn đến hai đại hoàng triều diệt, nguyên nhân cũng là vì đinh lập an si tình, có thể thấy được mị lực của vị này. Ngươi không phải thích đùa sao? Hả? ngươi muốn ngủ với phu quân nhà ta." Loạn tinh nữ hoàng từ tốn nói. Hích, cái này, Tuy Lâm Vũ khởi tự bản thân miệng vô cùng dẻo, nhưng đối mặt loạn tinh nữ hoàng lại gò bó như tiểu nữ sinh vừa trải qua tình trường ngại ngùng a à. nàng lúng túng chết mất đùa dẫn lăng hàn lại gặp phải vợ chính quy của người ta cái này xem như là đụng vào trên lưới thương tốt đêm nay liền do người thị tẩm loạn tinh nữ hoàng nói ra một câu khiến người ta không tưởng tượng nổi từ hôm nay trở đi ngươi chính là người lăng gia ta sau này gọi ta là tỷ tỷ cái kia vị này ta chỉ là đùa một chút lâm vũ khởi sợ hết hồn đêm nay liền muốn thị tẩm lão nương vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ a à. Hả Loạn tinh nữ hoàng lộ ra một tiêu uy nghiêm nặng nề nói: gọi tỷ tỷ, dựa vào người vẫn cho là thật. Lâm Vũ khởi vốn cảm giác mình rất biết nhiếu, nhưng so với vị này lập tức thua chị kém em, quả thực là muốn bức người hiền lành làm kỹ nữ a. À. Nàng vội vã bắn ra nguyên lực muốn khỏi thân, nhưng ngơ ngác phát hiện cầm lấy tay của mình lại như mỹ ngọc, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất thế gian. Thật mạnh, nàng liên tục phát lực, nhưng loạn tinh nữ hoàng căn bản giống như không có ý thức được. Bình tĩnh đến kinh người. Cái này, thực lực chênh lệch quá to lớn a. À? Lăng Hàn ở một bên lắc đầu, Loạn Tinh Nữ Hoàng tu ra cực cảnh, hơn nữa còn đạt đến đỉnh cao, lại thêm cửu xà là thượng cổ thiên kiêu, người ta đến từ tiên vực, có thủ đoạn kinh người a. À? Lại như đinh ra của đinh tử chân, hầu như người người đều biết sử dụng tuế nguyệt thiên thu, chỉ là mạnh một chút hay kém một chút, kia là bí thuật đáng sợ đến mức nào. Coi như là cảnh giới hoàn toàn tương đồng, Lăng Hàn muốn thắng Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng rất khó nhất định phải dựa vào bất diệt thiên kinh phòng ngự, cuối cùng kéo dài mà thắng, vậy Lâm Vũ Khởi làm sao có khả năng ngang hàng. Tỷ tỷ, Lâm Vũ Khởi lập tức tràn ra nụ cười, tràn ngập lấy lòng, nàng cuối cùng biết mình kém loạn tinh nữ hoàng không chỉ dung mạo, phong tình, tư thái, lấy tính cách của nàng đương nhiên là có được giãn được, đại trưởng phu báo thù, ba năm không muộn, tiểu nữ tử ghi hận, ba ngày liền trả. Chờ loạn tinh nữ hoàng không ở, nhìn nàng đùa giỡn lăng hàn ra sao. Ta chỉ là đùa một chút mà thôi, tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Nàng ăn nói khép nép, mị nhãn như tơ, nhưng loạn tinh nữ hoàng hoàn toàn không nhìn, nói, đùa giỡn, vậy ngươi là đang đùa ta, ngươi, ngươi không theo lẽ thường an bài A, chương 1519, có biến hóa, quyến rũ trên khuôn mặt lâm vũ khởi nhất thời tan hết, nàng đầu hàng, vậy ngươi cũng lùi một bước A, cũng đừng xoắn suýt ở chuyện này, ra mặt nàng co giật nói. Ta nào dám trêu chọc tỷ tỷ, trời đất chứng dám, nàng chưa bao giờ oan ức qua như thế, trước đây ai không nhìn nàng xinh đẹp thiên phú võ đạo kinh người mà nhường nàng loạn tinh nữ hoàng vẫn nghiêm mặt như cũ ta chưa bao giờ đùa giỡn người nếu trêu chọc ta liền phải trả giá thật lớn đêm nay liền phạt ngươi thị tẩm phu quân ta ta sát lâm vũ khởi suýt chút nữa phun ra một ngụm máu cảm tình làm sao cũng muốn lão nương thị tẩm a nàng chỉ là đùa một chút mà thôi làm sao liền bắt nàng hiến thân cơ chứ nàng cười khan nói tỷ tỷ người nói đùa hư loạn tinh nữ hoàng nghiêm mặt nắm tay lâm vũ khởi khe khẽ rung lên một luồng nguyên lực bá đạo nhất thời tràn vào trong cơ thể lâm vũ khởi còn có ý chí võ đạo của bản thân nàng trong nháy mắt niêm phong lại tu vi của lâm vũ khởi đây là cách thức nghiền ép lâm vũ khởi căn bản vô pháp chống lại cái gì lâm vũ khởi kinh hãi đến biến sắc tu vi của mình bị phong ấn hiện tại nàng chính là một người bình thường vạn nhất thật bị cởi sạch vứt lên giường lăng hàn vậy nàng làm sao bây giờ thật muốn bị tiểu lưu manh này ô nhục sao này này này, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta không chấp nhận nói xấu như vậy." Lăng Hàn vội vàng nói, nhìn Lâm Vũ Khởi một chút liền biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. "Tỷ tỷ, ta thật sai rồi." Lâm Vũ Khởi khóc lóc nhìn loạn tinh nữ hoàng nói, "Thật biết sai rồi." Loạn tinh nữ hoàng từ tốn nói, thật giống như không có chuyện gì xảy ra. "Biết sai rồi." Lâm Vũ Khởi nhỏ giọng nói, nàng thực sự là bị chỉnh đến sợ. Lâm Vũ Khởi là người khéo léo, chỉ là có một điểm không được, yêu thích đùa giỡn người đặc biệt là thanh niên chưa va chạm nhiều lấy đùa cho bọn họ mặt đỏ tới mang tai lúng túng làm vui nhưng hiện tại nàng lại bị sợ đến gần chết tuy đã khôi phục tu vi ngồi xuống ghế nhưng vẫn chưa tỉnh hồn nàng có loại cảm giác nữ nhân này không chỉ là đang nói đùa nếu mình không chịu thua thật sẽ thành thực thi chính là cảm giác chân thực như vậy làm cho nàng kính sợ tránh xa loạn tinh nữ hoàng thậm chí có một loại sợ hãi trong lòng Lăng Hàn cười to, tại sao loạn tinh nữ hoàng mới là hậu cung chi chủ? Cũng không nhìn một chút người ta là ai. Hắn không cưỡng nổi đắc ý, nói. Hàn tâm nghiên luyện thành cuồng dã huyết linh đan chưa? Luyện thành rồi, Lâm Vũ khởi uể oải nói. Nàng chỉ có thời điểm đùa giỡn người khác mới có tinh thần. Hiện tại có con mồi trước mặt nhưng không thể ra tay, làm cho nàng phiền muộn. Lăng Hàn gật gù nói. Vậy thì tốt, ta đi đây. Đúng rồi, vừa nãy sao ngươi biết tinh xa vũ viện? Người chạy ra ngoài xem xem, hiện tại chỗ nào không thảo luận việc này. Lâm Vũ khởi có tư thế thói cổ nảy sinh, nhưng nhìn loạn tinh nữ hoàng một chút, không khỏi lạnh cả tim, vội vã đàng hoàng trịnh trọng nói. Lúc trước, đều là 9 tên đệ tử của tinh xa thánh nhân một người thu đồ đệ, nhưng lần này, 9 đệ tử đều đồng thời thu đồ đệ, bởi vậy, hiện tại vương giả trẻ tuổi nào không làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Ồ, lang hàn kinh ngạc, chiếu nói như vậy, tiêu chuẩn sẽ biến đổi. Trước chỉ có 100 tiêu chuẩn, hiện tại là dòng giã 900 cái. Lâm Vũ khởi dựng thẳng lên 9 ngón tay. Hơn nữa, có người nói nhân tài trong 900 người lần này, sẽ có một người được lọt mắt xanh của tinh sa đại thánh, thu làm đệ tử thân truyền, ngày sau tất thành thánh nhân. Hấp dẫn như vậy, ai có thể chống lại? Xác thực, cho dù là Bắc Hoàng, Thạch Hoàng cũng không dám vỗ ngực nói mình có thể thành thánh, vượt qua một bước này thật quá khó khăn. Có thể trở thành đệ tử thân truyền của tinh sa đại thánh, cái này là ván đã đóng thuyền có thể thành thánh. Điều này là bởi vì ánh mắt của tinh xa đại thánh. Mà tàn khốc chính là, cho dù lần này có 900 người có thể bái vào tinh xa vũ viện, nhưng trung quy chỉ có một người thành thánh, những người khác đều sẽ trở thành đá kê chân. Đây mới thực là vương giả chi tranh, một khi thất bại, cơ bản là vĩnh viễn nói gặp lại với thánh vị. Bởi vì cái này liên lụy tới đại đạo, tranh cướp số mệnh, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, thánh nhân cũng tương tự là dẫm lên thiên tài cùng thời đại đặt chân tới đỉnh cao nhất. Trước chín thánh thành đạo, không ai không lặp lại quá trình này, chín top 99 sư huynh để cùng bọn họ chung thời đại, sư tỉ muội nào cũng không có trèo lên thánh vị, cho dù lại thiên tài tuyệt diếm, cũng chỉ có thể ở hàng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Tỷ như xích diễm đế, năm đó hắn thiên tư ngang dọc, được khen là thiên tài nhất trong ước năm qua của vân đính tinh, cũng may mắn tiến vào tinh xa vũ viện, nhưng thua thánh thứ 9 hiện nay, vẫn đang cố gắng xung kích sáng thế cảnh, nhưng nhiều lần thất bại. Nhưng biết rõ ràng như vậy, vương giả trẻ tuổi cũng đổ xô tới. Thứ nhất, có cơ hội bộc lộ tài năng, thành thánh, vậy thì là thiên hạ mạnh nhất, chân chính khống chế vận mệnh của mình. Thứ hai, cho dù không thể thành thánh, có thể như xích diễm đế, người nào không phải sức chiến đấu nghiền ép cung cấp, làm người số một dưới thánh nhân tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Thật trong 900 người chỉ có thể ra một thánh nhân. Lăng Hàn không tin cái tà này, không chỉ hắn muốn thành thánh, người bên cạnh hắn cũng phải thành thánh. Được, biết rồi, vậy ta đi đây. Hắn đứng lên, này đệ, Tinh sa vũ viện gặp lại Lâm Vũ khởi lại muốn trêu chọc Mị Thái nhưng nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng ngay ở bên cạnh liền lập tức trở nên chính kinh Lang Hàn ồ một tiếng nói người cũng muốn đi coi như tiêu chuẩn tăng lên nhiều cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào a kha kha ta là quân tiên phong muốn ở tứ phương tinh vực thăm dò sâu cạn có thể mở chi nhánh của bảo lâm các qua hay không Lâm Vũ khởi nói hóa ra là như vậy Lăng Hàn người phải cẩn trọng không được bất cẩn thế nhân đều nói tuổi thọ của tinh xa đại thánh không nhiều, lần này là muốn tìm truyền nhân y bát chân chính, bởi vậy, lần này cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt, người tuyệt đối đừng ngay cả 900 người đứng đầu cũng không chen vào được. Lâm Vũ Khởi nhắc nhở, Lang Hàn khẽ mỉm cười nói, được, Lâm Vũ Khởi không nói gì nữa, ngược lại đi tới tinh xa vũ viện còn có cơ hội gặp lại, hơn nữa, nàng sợ loạn tinh nữ hoàng,